Nói thế là sao? Như hữu đạo rừng dưng nói. Trở về sau vương ra làm khó nhạc phụ, khiến nhạc phụ mất mặt thì vương phi khó nói được gì đúng không? Ta làm vậy cũng vì nghĩ cho vương ra. Nghe thế làm nhược đình và mông sơn minh liếc nhau. Chỉ sợ vị này kiêng kỵ thiên ngọc môn không chịu nhúng tay vào, thương chiêu tông bị nắm trong tay thiên ngọc môn, nếu vị này mặc kệ thì bên mình không còn đường chống cự chỉ đành nghe theo. Giờ thấy vị này đã chuẩn bị ngáng chân phượng lăng ba, lên kế hoạch rồi mới hành động, biết hắn có một bụng tính toán thế là Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh yên lòng rất nhiều. Chốc lát sau phí trường lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu với thân phận trưởng môn cao quý chào từ biệt cũng đi tới, phong ân thái đại biểu thiên ngọc môn tiễn ba người. Tiễn ba người ra sơn môn xong phong ân thái kéo nghiêu hữu đạo san một bên, nói vài câu đưa tiễn đơn giản, như ba ngàn đại thế giới giờ khoảng cách gần sau này tiện qua lại. Khách sáo qua đi nghiêu hữu đạo cười tủm tìm hỏi, mời tiệc mà có vẻ không giống tiệc, đại ca định liên hợp đào hố đẩy chúng ta vào sao ta không tin đại ca là trưởng lão của thiên ngọc môn mà không biết trước tiếng gió tại sao không tiết lộ chút gì cho ta phong ân thái than thở nói lão tam đừng trách lão ca vì lão ca cũng có khó xử của mình hai chúng ta công và tư tách biệt không thể vì chuyện tư trộn lẫn vào việc công nghiêu hữu đạo gật đầu nói tốt ta nhớ kỹ lời của đại ca công là công tư là tư nếu có cơ hội ta sẽ đưa trả lại câu này cho đại ca mong đến lúc đó đại ca đừng trách tội. Phong ân thái cười khổ lắc đầu, xua tay không muốn nói nhiều về chuyện này. Có một số việc làm đệ tử của Thiên Ngọc Môn thật sự không tiện giúp đỡ người ngoài, nói nhiều vô ích. Chờ chốc lát thương chiêu tông, Phượng Nhược Nam cũng trở lại. Phượng Lăng Ba, Bành Ngọc Lan phu phụ tự mình tiến ra. Đến trước mặt mọi người Bành Ngọc Lan gióng giặc dặn dò nữ nhi phả in nghiêm ngặt tuân theo phụ đạo, phải chăm sóc tốt cho trưởng phu. Người ngoài nghe thế đoán là họ biết mình âm mưu giành quyền hơi quá đáng, nói vài lời bùi tai coi như xin lỗi an ủi thương chiêu tông. Phu phụ Phượng Lăng Ba cũng biết bên mình tỏ rõ liên hợp chèn ép ăn hiếp y, mà nữ nhi đã gả cho y, về nhà lỡ thương chiêu tông chút giận lên nữ nhi thì cuộc sống sau này sẽ khốn khổ. Nhưng có một số việc không thể băn khoăn nhiều, cần lấy hoặc bỏ. Nữ nhi là gả đi, còn tiền đồ của hai nhi tử ngay trước mắt, phải giành lấy bằng được. Họ chỉ có thể tự an ủi nhà mình tốt thì có thể chăm sóc cho nữ nhi tốt chút. Lòng Phượng Nhược Nam đắng chát, nhà mẹ đẻ làm như thế khiến nàng biết đút mặt vào đâu phượng nhược nam thật sự không biết làm sao đối diện thương chiêu tông nếu y muốn muốn nuôi thêm mấy tiểu thiếp thì nàng có thể mạnh miệng phản đối sao phượng lăng ba đứng trước mặt nghiêu hữu đạo cười nói nghiêu hữu đạo đã lâu không gặp quả nhiên trưởng thành bớt phần ngây ngô rồi nghiêu hữu đạo cười đáp lại đúng là lâu không gặp trông phượng đô đốc cũng tươi sáng hơn năm xưa thật là người gặp việc vui tinh thần sướng nói đến thì ta là ngôi sao may mắn của phượng đô đốc Phượng Lăng Ba hỏi, ngôi sao may mắn thế nào? Như Hữu Đạo giải thích rằng, Phượng Đô Đốc nghĩ đi, lần đầu tiên ta gặp Đô Đốc thì Đô Đốc gả nữ nhi, có thể nói là việc vui lớn. Lần này gặp Đô Đốc, chứng kiến Đô Đốc nắm quyền lớn thống điều binh mã năm quật, đây là chuyện vui. Tính ra ta không phải ngôi sao may mắn của Phượng Đô Đốc thì là gì? Xem ra Phượng Đô Đốc nên gặp ta nhiều lần hơn, ngoài miệng Phượng Lăng Ba cười trong bụng thì rủa thầm. Lúc gả nữ nhi đúng là lão thấy vui vô cùng, quay đầu lại phát hiện mình bị hố, giờ tên này còn có mặt mũi nhắc tới. Lúc trước Phượng Lăng ba nghĩ đó là chuyện tốt Lam nhược đình bày mưu tính kế ra, sau này loáng thoáng nghe các loại sự tích của Ngưu Hữu Đạo mới nhận ra mình bị hắn lừa bịp. Chuyện đó không phải Lam Nhược Đình làm mà rõ ràng là việc tốt một tay tên này tạo ra. Hai người nhìn nhau người, mắt tràn đầy ẩn ý. Đám người từ Thanh Sơn quận đều xuống núi, phong ân thái nể tình đi theo đến chân núi. Ba vị quận thủ khác không rời đi nhanh vậy, họ ở lại thiên ngọc môn khá lâu mới đi khi mấy người đi đã là lúc hoàng hôn phu phụ phượng lăng ba không đi sẽ ở lại mấy ngày có một số việc cần chờ bên thiên ngọc môn làm phối hợp cuối cùng bàn bạc xong mới bắt tay vào kế hoạch Giáng chiều non nước một màu phu phụ phượng lăng ba đi theo sau lưng bành hữu tại cùng lên đỉnh núi ngắm cảnh đẹp bành hữu tại nhìn mặt trời đỏ nửa ẩn sau chân trời nói sợ là nữ tế của các ngươi sẽ có bất mãn với hai phu phụ bành ngọc lan nói dù phụ thân có hoàn toàn cắt chức của hắn thì hắn chỉ có thể nhận bành hữu tại nghiêng đầu liếc bà nhận bành hữu tại nhìn sang phượng lăng ba hai vạn người ngựa trong tay thương chiêu tông nếu để ngươi nhận hết ngay thì ngươi có thể khống chế được sao cái đó phượng lăng ba hơi do dự sau cùng nói nếu thương chiêu tông chịu phối hợp thì tự nhiên có thể khống chế nếu hắn không đồng ý thương chiêu tông đứng vững gót chân trong hai quận một số bộ hạ cũ của Ninh Vương Thương Kiến Bá hoặc bị thất lạc hoặc trốn đi lấy mông sơn minh dẫn đầu lục tục xuất hiện đầu phục hắn. Những người này đều giỏi cầm binh trị quân, từ chung với Thương Kiến Bá, hiện giờ tự nhiên cũng chung với Thương Chiêu Tông. 20 vạn người ngựa này không dễ khống chế, bành hữu tại lại nhìn nữ nhi, ánh mắt như đang nói, người nghe rõ chưa? Bành hữu tại cười khẩy nói, 20 vạn người ngựa không phải một chén cơm, người cho rằng ai muốn ăn là có thể ăn vào sao? Bụng không lớn sẽ bị trướng nứt, nếu ép buộc chó cùng dứt dậu thương chiêu tông nói một câu có thể khiến năm quận đại loạn sau lưng hắn còn có nghiêu hữu đạo tên kia không hiền lành gì bành ngọc lan nói nếu đúng như phụ thân nói thì dù đánh chiếm nam châu rồi chúng ta cũng khó làm gì được thương chiêu tông nắm 20 vạn người ngựa bành hưu tại nói địa bàn hiện giờ không thi triển được nhiều không tiện động binh quyền trên tay hắn thêm nữa vì bảo đảm tấn công thuận lợi phải dựa vào người ngựa của hắn đặc biệt là anh dương võ liệt vệ cho nên không thể buộc quá mức phải ổn định hắn. Chờ chiến sự nổi lên, quyền chỉ huy thống điều binh mã nằm trong tay lăng ba, gặp trận đánh ác liệt thì để người của hắn đánh, có thể tiêu hao một phần thực lực trên tay hắn. Chờ kết thúc chiến sự thừa dịp thời gian chiến tranh điều người của hắn đi khắp nơi. Lăng ba có thể triệu tập người tách người của hắn ra khống chế, miễn cắt nhỏ người của hắn, khống chế không để chúng tụ tập lại gây sự là có thể trừ bỏ binh quyền của hắn. Bành Ngọc Lan đã hiểu ra, bành hữu tại xoay người nói. Cho nên bây giờ phu phụ các người phải hết sức bình ổn hắn, an ủi làm hắn yên lòng, đừng chọc giận hắn, hạ thấp tư thái, mọi chuyện chờ đánh chiếm Nam Châu rồi tính, biết chưa? Hai phu phụ gật đầu nói, biết, Phượng Lăng Ba lại hỏi, phụ thân nói nhiều hữu đạo đó không dễ chọc, sau việc này xử trí nhiều hữu đạo thế nào? Ánh mắt bành hữu tại lạnh lùng nói, chuyện đó không cần ngươi lo, ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được. Đối với Thiên Ngọc Môn thì sau trận chiến bắt lấy thương chiêu tông, đại cục đã định, như hữu đạo không ảnh hưởng đến đại cục Nam Châu thì dễ giải quyết hắn. chương 604, mưa gió sắp đến hai. Sau khi phu phụ Phượng Lăng Ba đi, Phong Ân Thái và Trần Đình Tú đi lướt qua hai người. Phong Ân Thái đến gần bành hược tại, quay đầu nhìn Phượng Lăng Ba và bành ngọc lan xuống núi, khẽ thở dài. Trường môn sư huynh, xin phép nói câu làm sư huynh không vui, xét theo lẽ công bằng bàn về năng lực Phượng Lăng Ba chưa chắc bằng thương chiêu tông. Ngụ ý là thật sự muốn giao Nam Châu cho Phượng Lăng Ba tỏa chấn sao? Trần Đình Tú khịt mũi, phong sư đệ, sau khi đánh chiếm Nam Châu thì chúng ta cần người giữ thành chứ không phải kẻ tràn đầy dã tâm, cực kỳ hiếu chiến như thương chiêu tông. Phong sư đệ nên hiểu rõ đạo lý đo, năm 527 võ lịch, cuối năm, quận thành thanh sơn quận, các gia đình dọn dẹp chuẩn bị qua năm cũ đón năm mới đến. Lại qua một năm tốt đẹp, có dòng bình quận vương trị lý bách tính ấm no an khang, cả tòa quận thành tràn ngập không khí cuối năm rộn ràng nhộn nhịp. Người lớn bận rộn, con nít rượt bắt nhau trên đường, người bán kẻ buôn qua lại không ngớt. Trên lầu các phủ quận thủ, Phượng Nhược Nam thân hình to lớn mặc đồ nữ một mình dựa vào lan can nhìn phía xa. Nàng nghe ngoài phủ ồn ào, dân chúng không ngừng hô to cảm tạ thương chiêu tông. Sắp qua năm mới, hai quận chỉnh sửa toàn diện báo lên trên, phát chút lương thực cho dân chúng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ít nhất để họ có bữa ăn sung TCU trong năm mới, không cầu đồ ngon nhưng ít ra no bụng. Địa điểm phát lương thực của quận Thành Thanh Sơn quận đặt ngay ngoài phủ quận thủ tiếng cảm tạ bên ngoài không thể xua tan đau thương nơi đầu chân mày phượng nhược nam có chuyện nàng không thể ngờ rằng bên nhà mẹ đẻ đưa đôi tỷ nữ xinh đẹp đến tặng cho thương chiêu tông trong đình viện thương chiêu tông tự mình đẩy xe lăn mông sơn minh ngồi trên xe thương thục thanh lam nhược đình về nhà ăn tết cũng đi theo bên cạnh mông sơn minh nghe tiếng động bên ngoài hỏi vương ra bên nghiêu hữu đạo chưa có động tính gì sao thương chiêu tông lắc đầu nói hắn không rời đi cũng không thấy qua lại với ai bên ngoài Thanh Nhi không nhìn ra hắn có chuẩn bị gì, vẫn giữ câu cũ bảo một người nguyện đánh một người nguyện chịu, dặn chúng ta chiều theo ý của Thiên Ngọc Môn. Mông Sơn Minh khẽ thở dài, vị đạo gia này nhẫn nhịn thật giỏi, chỉ mong hắn thật sự nhịn giỏi. Lời này nghe hơi mâu thuẫn nhưng thương thục Thanh hiểu ý, nàng lên tiếng. Mông bá bá cứ yên tâm đi, đạo gia đã nói đồng ý hỗ trợ thì sẽ không khoanh tay mặc kệ. Ta cảm thấy hắn không có động tính gì nói lên hắn có nắm chắc, nếu hắn làm động tính lớn thì ta mới thật sự thấp thỏm lo âu. Mông Sơn Minh nói, quận chúa, không phải không tin tưởng hắn mà là đặt cược tương lai của 20 vạn huynh đệ lên niềm tin với hắn chẳng khác nào đánh bạc. Người làm tướng mà liều lĩnh như vậy có thích hợp không? Lẽ ra chúng ta nên chuẩn bị thêm con đường khác, nhưng hắn không cho chúng ta làm gì. Thương Thục Thanh im lặng, nhà tranh, trong đình viện, như hữu đạo cầm bình tưới nước cho cây mẫu đơn đen trong bồn, lá cây dính cho bụi khiến hắn cau mày sau đó nghiêng đầu nhìn bầu trời xám phía xa. Quản phương nghi lại gần hỏi, sao nhíu mày vậy nghiêu hữu đạo nói mảng xám tăng nhiều quản phương nghi nói do tượng tác doanh ngày đêm nhóm lửa chế tạo binh khí gấp nghiêu hữu đạo tưới nước xong buông bình tưới xuống chậm rãi bước ra sơn trang nghiêu hữu đạo đứng ngoài sơn trang nhìn hướng sương khói bốc lên lẩm bẩm đến cuối năm rốt cuộc không nhịn được nữa sao mưa gió sắp đến đây quản phương nghi đứng cạnh hắn hỏi sắp đánh trận sao nghiêu hữu đạo đáp theo thực lực hiện giờ của thiên ngọc môn thì hơi khó nuốt vào nam châu nhưng đánh chiếm Nam Châu thì môn phái tu hành như Thiên Ngọc Môn sẽ bước vào đẳng cấp khác. Bành Hữu Tại sẽ trở thành trưởng môn đặt dấu chấm đậm nhất Thiên Ngọc Môn từ xưa đến nay, người kế nhiệm trừ phi có thành tựu càng lớn hơn nếu U Cô khó mà phủ nhận công tích của Bành Hữu Tại. Chỉ e Nam Châu sẽ bị hậu nhân của Bành Gia Nhân chiếm cứ thật lâu, đối với Bành Hữu Tại là công tư chọn vẹn đôi đường, nhất định phải làm. Đối với Thương Chiêu Tông thì Nam Châu là ván cầu phải bước qua để khuếch trương thực lực leo lên vũ đài càng lớn. Thiên Ngọc Môn không nhịn được, thương chiêu tông cũng không thể kiềm chế. Quản phương nghi buông tiếng thở dài, lửa chiến giấy lên, một số người có thể như ý muốn nhưng không biết bao nhiêu người sắp cửa nát nhà tan. Nghiêu hữu đạo chỉ hướng tượng tác doanh, cảm thán trong thời loạn thế này không có ý nghĩa gì, đi, đi xem thử. Hai người nhẹ nhàng xuống núi, sau đó gặp đám người viên phong cưỡi ngựa chạy tới. Nghiêu hữu đạo giơ tay chặn đường đòi lấy hai con cưỡi. Giờ thương chiêu tông dư giả ngựa chiến, để lại mấy trăm con trong núi cho người ở đây dùng, Việc này vừa đúng ý đám người viên cương, họ chủ động yêu cầu quản lý, thuộc hạ lâu dài ở trên lưng ngựa để làm quen. Như hữu đạo, quản phương nghi leo lên ngựa, hắn liếc hướng nguyên đại hồ, cốc hữu niên một cái. Hai lão già thiếu tay thiếu chân này được viên cương mang đến nên như hữu đạo không hỏi nhiều. Như hữu đạo, quản phương nghi chỉ tiện tay tìm công cụ đi bộ, họ không dục ngựa chạy nhanh mà lưỡng thững cưới ngựa ra sân cốc. Váy quản phương nghi bay bay, phe phẩy quạt tròn ngồi trên lưng ngựa, mắt đẹp nhìn xung quanh tiêu sái thảnh thơi đến tượng tác doanh hai người bỏ lại ngựa cho thủ vệ trông chừng còn mình tì đi vào tham quan chỉ thấy đau thương bôi dầu trống dỉ trói thành bó từng sấp chiến giáp ngay ngắn xếp hết lên xe trở ra ngoài trong không khí tràn ngập mùi khói có thợ mộc lắp ráp xe ném đá dùng để công thành bùm sau núi phát ra tiếng nổ hấp dẫn hai người đi xem nghiêu hữu đạo quản phương nghi đến sau núi thấy một hàng nỗ công thành công tượng đang trắc nghiệm một cây trường mâu tinh cương lắp vào lỗ bắn mấy người gồng sức kéo đạp chân vất vả cài tên lên dây một công tượng hô chảy gỗ đắp xuống nút bắn bùng một tiếng trường mâu xé gió bay đi nhắm ngay điểm bắn bôi bằng nước sơn trên vách đá đá vụn rơi rào rào trường mâu run nhẹ cắm phập vào vách đá uy lực thật lớn quản phương nghi nhìn mà mí mắt co giật nói khi đại quân tác chiến thứ này uy hiếp lớn nhất với tu sĩ tu vi dưới kim đan không chịu nổi yến kinh cũng tràn ngập không khí năm mới nghèo hoặc giàu đều phải ăn tết. Phủ đệ đại tư không, thứ sử Nam Châu chu thủ hiền quỳ dưới đất, chán rát sát đất khóc lóc với đại tư không đồng mạch ngộ ý ao bàn. Chu thủ hiền vốn kéo xe ngựa trở qua năm mới đến tặng, nhưng khi nói tới chỗ khổ sở thì không kiềm được khóc dòng. Đồng mạch thở dài, chu huynh, không đến mức như vậy, mau đứng lên đi. Chu thủ hiền ngước đầu lên, nghẹn ngào chỉ ra ngoài cửa nói. Tướng ra, Nam Châu hạ năm quận chuẩn bị đã lâu, tích trữ nhiều lương thảo và đao binh, cả ngày sẵn sàng ra trận. Họ đã mài bén lưỡi dao, tên đã lắp trên dây tùy thời xua binh lên bắc nuốt Nam Châu. Hạ quan cả ngày nơm nớp lo sợ như trên miếng băng mỏng, nếu triều đình vẫn không ra binh tối viện đến lúc hối hận đã muộn. Cầu đến chỗ của đồng mạch cũng vì bất đắc dĩ, trước khi đến đây thì Chu Thủ Hiền có tới Hoàng Cung cầu xin Hoàng đế trước. Nhưng Hoàng đế rõ ràng kiên kỵ đại chiến tạo thành nội loạn trong Yến Quốc, sẽ bị ngoại địch thừa dịp lẻn vào làm nguyên Yến Quốc nguy hiểm, cho nên luôn do dự. Nữ nhi của Chu Thủ Hiền là Quý Phi được Hoàng đế yêu thương, Chu Thủ Hiền được làm châu mục của Nam Châu cũng nhờ nữ NS nói vun vào rất nhiều. Lần này nữ nhi vì Chu Thủ Hiền mà nhiều lần khuyên bảo Hoàng đế xuất binh đã chọc giận Hoàng đế, đã một thời gian không được gặp mặt rồng. Đối với Chu Thủ Hiền thì vị trí châu mục Nam Châu giờ như giàn hỏa thiêu. Đồng mạch biết hình thế nguy cấp nhưng chỉ biết an ủi một câu. Chu Huynh, sự việc không nghiêm trọng như Huynh nghĩ, có tiêu giao cung, tử kim động, Linh kiếm sơn đè, Nam Châu hạ năm quận không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 605, Du thuyết tiêu giao cung, Chu thủ Hiền nói, nhưng nếu hứa cho lợi lớn thì chưa chắc ba đại phái sẽ không ảnh ra. Đồng Mạch nói, Chu huynh yên tâm, dù là ta hay bệ hạ sẽ không khoanh tay ngồi xem, ta tự mình đi liên lạc với ba phái cho. Tiêu giao cung biển sơn núi mây, nhìn từ xa tựa cảnh tiên. Dưới núi Tiêu giao cung có mấy chục con ngựa chạy nhanh ra hiệp cốc thẳng hướng đường cái cho đến khi khuất xa đoàn người này là hai môn phía sau lưng Nam Châu, chân linh viện và phi hoa các. Sắp cuối năm cũng là lúc tiến cống cho tiêu giao cung, trưởng môn chân linh viện là Kim Vô Quang, trưởng môn phi hoa các là Tào Ngọc Nhi tự mình dẫn người đi dâng lễ. Hết cách, tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn là ba môn phái lớn nhất Yến Quốc, ba đại phái bao trùm bên trên đất nước. Yến Quốc nằm trong phạm vi thế lực của ba phái. Môn phái tu hành trong đất nước đều kiếm ăn trên phạm vi thế lực của ba phái, muốn chiếm một góc sống thì phải được ba phái cho phép. Môn phái trong liệt thổ phong cường yến quốc đều phải tiến công ba đại phái, nếu không sẽ có họa diệt môn. Không chỉ riêng yến quốc, bảy nước cơ bản đều gặp tình huống này. Mỗi nước đều có mấy môn phái cứng rắn như vậy được một góc trong phiêu miểu các hưởng thụ môn phái khác trong nước cung phụng. Một số môn phái muốn tiến công cho ba đại phái cũng không tư cách. Ví dụ cỡ như lưu tiên tông, thế lực đè trên ba đại phái là chín chí tôn. Chín chí tôn mới thật sự là ở trên chúng sinh. Chín chí tôn không nhận ia cung phụng không nhận nhân tình từ ai nhưng kiểm soát tất cả tiền trang trong thiên hạ thiên hạ chỉ có một tiền trang tên là thiên hạ tiền trang trải rộng các góc thiên hạ vượt qua hai giới thế tục và tu hành trừ thiên hạ tiền trang ra không cho phép có tiền trang khác xuất hiện trên đời ví dụ kim phiếu thông dụng cũng là chín trí tôn hợp tác in ấn không cho phép có loại tiền giấy khác trên đời này người không thiếu tiền nhất có lẽ là chín trí tôn hết cách người ta có thể trực tiếp in tiền khống chế lưu động tiền của người trong thiên hạ nơi có thể buôn bán trong giới tu hành cũng nằm dưới sự khống chế của chín chí tôn người chân linh viện phi hoa các đi xa một đám người khác bước ra từ núi rừng đó là đệ tử thiên ngọc môn đã trốn được một lúc bành hữu tại nhìn chằm chằm người phương hướng người hai phái đi xa phất tay dẫn đệ tử môn hạ xâm nhập ngọn núi đối diện lao thẳng tới tiêu giao cung quỳnh lâu điện ngọc thấp thoáng phồn hoa như gấm có thể xem núi chập trùng biển mây cảnh đẹp không sao tả xiết là nơi đãi khách rất tốt hai vị trưởng lão tiêu giao cung và cung chủ thiệu liễu nhi cùng ngồi, gặp khách chỉ có mình bành ngược tại, đệ tử thiên ngọc môn khác không có tư cách ở đây. Được ba vị chấp nhận gặp mặt cũng vì bành hữu tại đến dân cống. Cuối năm là trưởng môn các phái sẽ tập trung đến bái phỏng, Long Hưu theo thường lệ lộ mặt gặp gỡ, hỏi han tình huống các nơi. Hai tay bành hữu tại dâng lên một chồng kim phiếu đặt trên bàn hai trưởng lão ngồi song song, sau đó lùi lại ngồi xuống chỗ cũ đối diện với họ. Long Hưu và hai trưởng lão cùng nhìn chồng kim phiếu, theo quy định một quận phải nộp lên trên 5 vạn kim tệ. 5 vạn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nói không nhiều là đối với tiêu giao cung, 5 vạn kim tệ thật sự không là gì với họ. Nói không ít là vì 5 vạn kim tệ là gánh nặng tài lực không nhỏ cho một quận. Mỗi quận dù sao còn phải lo cho cuộc sống người dân, nếu ép khô thì làm sao có lần sau ép tiếp. Huống chi còn phải chia lãi này nọ cho thế lực, môn phái chiếm cứ đất đó, không thể để một mình tiêu giao cung ăn hết mỗi quận không chỉ nộp cho tiêu giao cung còn có tử kim động, linh kiếm sơn, thuế phú cho triều đình. Không phe nào được phép bóc lột các quận quá mức, nếu không thì đó là mặc kệ lâu dài tự ném đá chân mình. Trong Yến Quốc có mấy trăm quận, mỗi quận 5 vạn kim tệ, tích ít thành nhiều. Không nói tiền thu khác của tiêu giao cung, chỉ riêng các phái tiến cống đã cho tiêu giao cung sống sướng. Tính ra năm quận Thiên Ngọc Môn phải cống lên 25 vạn kim tệ, Thiên Ngọc Môn nộp muốn tốt hơn nữa nộp thêm 5 vạn nữa tổng cộng là 30 vạn kim tệ nhưng nhìn độ dày của chồng kim phiếu thì không chỉ có 30 vạn. Một trường lão kiểm kê xong nói với Long Hưu, 100 vạn, Long Hưu toát ra khí chất siêu phàm thoát tục ánh mắt lạnh nhạt nhìn bành hưu tại. Dư ra 70 vạn thì bành trưởng môn giải thích thế nào? Bành hưu tại nói, thưa cung chủ, đây chỉ là chút tấm lòng của thiên ngọc môn, xin vui lòng nhận cho. Long Hưu nói, tấm lòng, bổn tọa nghe nói Nam Châu hạ năm quận sẵn sàng ra trận định nuốt thượng sáu quận. Trước đó chân linh viện, Phi Hoa Các còn mắng chửi Thiên Ngọc Môn có mưu đồ gây rối ngay trước mặt bản tọa, xin tiêu giao cung chủ trì công đạo. Không lẽ bị chân linh viện, Phi Hoa Các nói chúng, người đột nhiên lấy ra số tiền này là muốn thu mua tiêu giao cung sao? Banh Hữu Tại nói, cung chủ nói quá lời, trăm vạn kim tệ tầm thường sao có thể thu mua tiêu giao cung? Nếu Tại Hạ thật sự làm như vậy thì thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng nói đi phải nói lại, Thiên Ngọc Môn thật sự muốn canh giữ một phương vì tiêu giao cung, mong cung chủ thành toàn. Long Hưu nói, dã tâm không nhỏ, Nam Châu hạ năm quận không thỏa mãn được khẩu vị của thiên ngọc môn ngươi sao. Bành hưu tại nói, không dám che giấu lòng mình, càng không dám nói dối trước mặt cung chủ. Thiên ngọc môn muốn chiếm lấy lãnh địa của chân linh Việt, phi hoa các là vì thiên ngọc môn tự nhận có thể làm tốt hơn hai phái. Long Hưu hỏi, tốt hơn như thế nào? Bành hưu tại nói, Nam Châu có 11 quận, trai cho hai phái mỗi năm chỉ có thể tiến cống 55 vạn, nếu giao cho Thiên Ngọc Môn quản lý thì mỗi năm Thiên Ngọc Môn sẽ tiến cống 100 vạn. Long Hưu hỏi, ngươi cho rằng chân linh viện, phi hoa các nếu ôm 11 quận Nam Châu thì không thể tiến cống 100 vạn mỗi năm sao? Bành Hưu Tại nói, đương nhiên là họ có thể nhưng sẽ không giống như Thiên Ngọc Môn. Lấy ra 100 vạn tiến cống cho ba đại phái tức là 300 vạn, họ còn cần chi tiêu cho môn phái mình, chi tiêu cho địa phương. Họ lấy ra số lượng này thì phải tắt ao bắt cá trong Nam Châu, cứ thế mãi Nam Châu sẽ suy sụp. Thiên Ngọc Môn thì khác, nếu cung chủ có dịp nào hãy chú ý Thanh Sơn quận và Quảng Nghĩa quận xem, Thiên Ngọc Môn ta nguyện nhường lợi kinh doanh dân sinh, biến hai quận Thanh Sơn, Quảng Nghĩa từ bãi nước lặng thành dòng chảy, thương mậu các nước qua lại tụ tập, dân chúng an khang giàu có. Thuế phú thu hoạch tài lực nhiều gấp mấy lần quận khác, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tiền tài là chuyện nhỏ, sự ổn định của Yến quốc mới là lớn. Triệu quốc ngay bên cạnh rình dập Yến quốc, từ lâu đã muốn nuốt Yến quốc chỉ vì chư hầu trong triệu quốc kiềm chế hải vô cực tạm thời không có sức tiến đông nhưng hải vô cực là hạng người chăm lo việc nước đang từng bước tan giã chư hầu trong triệu quốc chờ khi hoàn thành mục đích thì bước tiếp theo là nhằm vào miếng thịt mỡ yên quốc thiên ngọc môn và vận động thiên phủ ở kim châu đã sớm kết thành đồng minh cùng công thủ bất bất đắc dĩ thiên ngọc môn thế yếu hải vô cực mà xuống tay với kim châu thì nam châu giúp đỡ có hạn nên thế cục vạc ba chân trước mắt của nam châu sẽ làm phân tán thực lực không giữ được Kim Châu là chướng ngại lớn nhất khi Triệu Quốc tiến công Yến Quốc. Triệu Quốc muốn đánh gục Yến Quốc thì phải bình Kim Châu trước. Kim Châu ủng binh tự trọng là vách tường lớn nhất của Yến Quốc, Kim Châu không thể có sơ sảy gì. Long Hưu nói, nếu Kim Châu có biến, đổi lại người khác đồng ý giúp đỡ Kim Châu thì Kim Châu vẫn sẽ đồng ý kết minh, không bắt buộc phải là thiên ngọc môn ngươi. Chương 606, dưa hái xanh không ngọt một. Nếu không phải đối phương đến tiến công, được tiện, còn tặng nhiều tiền như vậy thì Long Hưu đã không dễ nói chuyện. Đương nhiên Bành Hữu Tại chọn du thuyết vào lúc này cũng là trải qua kế hoạch kỹ càng. Bành Hữu Tại nghe vậy hỏi ngược lại ngay, cung chủ muốn chủ thủ hiền ra binh giữ Kim Châu hay triều đình phái người khác xuất binh. Câu này hỏi chúng ngay điểm then chốt, có vài thứ không tiện chọc thủng nhưng trong lòng mọi người ngầm hiểu. Hiện giờ triều đình Yến quốc giữ cân bằng ba đại phái tiêu giao cung rất yếu, không ai chế ngự được lòng ích kỷ của ba phái, cộng thêm triều đình yến quốc làm sai sót một số quyết sách quan trọng khiến trong nước gió mưa vần vũ quốc lực hao tổn mạnh người biết chuyện đều hiểu rằng không đến lúc bất đắc dĩ yến quốc không dám chủ động tuyên chiến với nước khác là chu thủ hiền gia binh giữ kim châu hay triều đình phái người khác đi đều đại biểu yến quốc tuyên chiến triệu quốc bứt dây động nguyên cả cánh rừng bắc châu của yến quốc thì sao vì bắc châu mà tiêu giao cung tử kim động linh kiếm sơn ránh trận ác chiến với mấy môn phái bên hàn quốc hai bên tổn thất nặng nề cuối cùng thế lực tu hành đứng đầu trong tề quốc phát động phiêu miểu các điều đình. Long Hưu còn nhớ trận chiến miệng gay gắt trong phiêu miểu các. Thế lực tu hành bên Yến quốc đồng ý ngừng chiến nhưng yêu cầu thế lực tu hành bên Hàn Quốc phun Bắc Châu ra, trả lại cho Yến quốc. Hàn Quốc thấy thế cục có lợi cho mình nên tất nhiên không chịu trả Bắc Châu lại. Tống quốc, triệu quốc thiên hướng Hàn Quốc, ước gì Yến quốc đại loạn thừa dịp ở gần vói tay vào chia chác. Tấn quốc có mưu đồ gây rối đề nghị Yến và Hàn tử chiến đến cùng, ai đánh thắng thì Bắc Châu thuộc về kẻ đó. Tây quốc, về quốc không thấy thấy Yến quốc bị phân chia, điều này không phù hợp ích lợi của họ nên yêu cầu hai bên ngừng chiến ngay. Hai nước không cần biết Yến quốc gặp mất mát gì, dù sao không phải họ bị lỗ lã. Tây quốc, về quốc chỉ có một yêu cầu là phải ngừng chiến ngay. Trên đây là tình huống tranh chấp của thế lực tu hành các nước trong phiêu miểu các. Hàn Quốc cắn chặt Bắc Châu không nhả, Yến quốc thế yếu không ai trong phiêu miểu các nói câu công bằng dùm. Yến quốc chịu áp lực cuối cùng đành chấp nhận điều đình thỏa hiệp, đại quân hai bên ngừng chiến trong khu vực mình chiếm lĩnh, cứ thế mất đi Bắc Châu. Bành hữu tại lén quan sát Long Hưu một lúc mới nói tiếp. Đương nhiên trong điều kiện ngang nhau thì ai tỏa chấn Nam Châu đều được, nhưng trong tay Thiên Ngọc Môn có ưu thế mà thế lực khác không có, đó là anh Dương Võ Liệt Vệ. Đủ tạo tác dụng chấn nhiếp nhất định đến triệu quốc, chân linh viện và phi hoa các không làm được điều này, Nam Châu cần thống nhất, xin cung chủ minh giám. Long Hưu lặng im một lúc rồi hỏi. Triều đình mất quyền khống chế với Nam Châu sẽ mất mát lớn về thuế phú, triều đình sao chịu bỏ qua. Bành Hữu Tại nghe hỏi mừng thầm trong bụng, biết đối phương chịu nhả ra, vội nói: "Nam Châu nên nộp thuế phú lên triều đình thế nào thì vẫn sẽ nộp, tuyệt đối không ít hơn trước kia. Ta có thể đại biểu Thiên Ngọc môn tại đây bảo đảm cho công chủ về chuyện này." Long Hưu hỏi: "Ngươi định biến Nam Châu thành Bắc Châu thứ hai, ngụ ý là lỡ ngươi đem theo Nam Châu đầu vào Triệu Quốc thì sao?" Long Hưu sẽ không hỏi thẳng ra. Bành hữu tại nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể nào, trước không nói Đại Thiền Sơn đang khó khăn cầu sinh giữa cái hở, Kim Châu sao có thể ngồi xem Nam Châu đầu vào triệu quốc khiến hai mặt gặp địch. Nếu Kim Châu muốn hại Nam Châu thì chẳng khác nào Nam Châu tự tìm đường chết. Năm 258 võ lịch, đầu năm, Nam Châu hạ năm quân của Yến Quốc bắt đầu âm thầm điều động người ngựa, nhưng có làm việc ẩn đến đâu thì điều động mấy chục vạn đại quân sao có thể qua mắt người cố ý quan tâm trong phút chốc thứ sử Nam Châu Chu Thủ Hiền liên tục báo nguy hướng Yến Kinh cầu viện. Các phương thế lực các nước thoáng chốc chú ý chặt chẽ Nam Châu Yến Quốc. Bên ngoài nhà tranh Sơn Trang, như hữu đạo đưa tiến thương Thục Thanh. Đại chiến sắp tới, thương chiêu tông phụng mệnh đi trung tâm chỉ huy liên hợp đại quân năm quận, phải phối hợp trợ giúp Phượng Lăng ba mưu tính kế. Lúc này thương Thục Thanh không thể tiếp tục ở đây nữa, nàng cần đi theo ca ca. Nhìn thương Thục Thanh đi xa như hữu đạo ngước đầu xem bầu trời xanh trong trời sám cuối cùng trở về màu xanh vì tượng tác doanh đã đi theo quân quản phương nghi khẽ thở dài xem ra không thể tránh khỏi đại chiến như hữu đạo bình tĩnh nói chúng ta cũng nên di chuyển công tôn bố từ xa bay nhanh tới hai tay dâng lên mật thư phong kín đạo gia tề quốc gửi thư đến như hữu đạo không cần xem cũng biết là thư của ai cầm lên xem quả nhiên là thư của ngọc vương phi tề quốc ngọc vương phi đã nhiều lần yêu cầu Ngưu hữu đạo khuyên bảo thương chiêu tông ngừng việc tấn công nam châu đây đã là phong thư thứ ba, hắn biết có hạo vân đồ ở phía sau xui khiến. Nghiêu hữu đạo nhíu mày hỏi, nữ nhân này có ý gì? Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng, cứ gì nhiều lần thỉnh cầu. Quản phương nghi cầm thư xem, ngẫm nghĩ rồi nói, thư này nữ điệu cầu xin tha thiết hơn trước kia, chắc không phải ý của hạo vân đồ. Có lẽ nàng đứng ở lập trường Ngọc Vương muốn hoàn thành việc, không chừng là ý của Ngọc Vương muốn biểu hiện năng lực của mình cho Hạo Vân Đồ xem. Nhiêu hữu đạo lạng im sau đó nói với công tôn bố, kêu người thu dọn đi, chuẩn bị rút lui. Công tôn bố lên tiếng rồi đi. Rõ, lúc này ba người từ dưới núi sông lên, là phí trường lưu, hạ hoa và trịnh cửu tiêu. Ba người phong trần mệt mỏi, họ mới từ bên thiên ngọc môn chạy về, không trở lại tông môn mà đến bên này trước. Hai bên chào nhau, như hữu đạo cười hỏi, thiên ngọc môn triệu kiến có việc gì sao? Ba người liếc nhau, hạ hoa thở dài, thì còn chuyện gì khác hơn là yêu cầu ba phái chúng ta tham chiến. Nghiêu hữu đạo cười nói, có cần than thở vậy không chẳng lẽ không hứa hẹn cho các người chỗ tốt gì khóe mắt ba người lướt nhau phí trường lưu nói hứa là xong việc cho ba phái chúng ta mỗi phái nắm giữ địa bàn một quận nhưng không biết có thực hiện được không nghiêu hữu đạo nửa cười nửa không hỏi nếu thắng trận chiến này thì trong một đoạn thời gian thiên ngọc môn sẽ không thất hứa thực lực của thiên ngọc môn có hạn muốn khống chế nguyên nam châu hơi bất lực sau cuộc chiến thực lực môn phái ít nhiều bị hao hụt tìm người hỗ trợ chia sẻ áp lực là hợp tình hợp lý còn về chờ khi thiên ngọc môn phục hồi lại thực lực sẽ có hậu quả gì thì chưa biết, trong lòng ba vị nên hiểu rõ những điều này mới đúng, cớ sao biết rồi còn hỏi. Ba người hơi lúng túng, mọi người ngầm hiểu lý do tại sao, hạ hoa đứng ra giảng hòa, chúng ta muốn nghe ý kiến của đạo gia rồi mới quyết định. Như hữu đạo nói, đây là chuyện tốt cho ba phái, đương nhiên nên đồng ý. Ba người nghi ngờ, trịnh cửu tiêu hỏi do, thật sự muốn chúng ta nghe theo thiên ngọc môn điều khiển. Như hữu đạo gật đầu nói, Đương nhiên, hắn lại hỏi, khi nào ba phái xuất phát, hạ hoa nói, yêu cầu người của chúng ta lập tức tập kết nghe theo điều khiển. Khi nào đạo ra đi, như hữu đạo trả lời, các người đi trước, ngày mai ta sẽ xuất phát cùng vương gia hội hợp. Phải rồi, các người nhớ chuẩn bị đủ người ta cần. Ba người liên tục gật đầu, phí trường lưu bảo đảm. Chuyện đó thì đạo gia yên tâm, sẽ không có sai lầm. Như hữu đạo nói, tốt, các người đi làm việc trước đi, sẽ gặp lại sau ba người chắp tay từ biệt, cáo từ, quản phương nghi nhìn theo ba người đi xa, nhíu mày hỏi. Cứ thả họ đi vậy sao? Rõ ràng thiên ngọc môn hứa hẹn cho họ lợi, đợi đánh trận xong sẽ xuống tay với thương chiêu tông. Ba phái vì ích lợi sẽ khoanh tay đứng nhìn, bên người càng thiếu thực lực chế hoành. chương 607, dưa hái xanh không ngọt hai. ngưu hữu đạo hỏi ngược lại, ta có thể giữ được họ sao? Dưa hái xanh không ngọt, không chỉ mình thiên ngọc môn muốn phát triển, ba phái cũng muốn vươn lên, đã gặp cơ hội này làm sao họ chịu bỏ qua nếu tình thế đi tới bước đường đó thì ba phái đứng về phía thiên ngọc môn là hợp tình hợp lý không thể miễn cưỡng người ta được phu quân nói mỗi năm người chia lãi cho họ để rồi nhận lấy báo đáp như vậy cam lòng sao nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói không có gì cam hay không cam lòng so đo việc này không có ý nghĩa gì tình thế mạnh hơn người cuối cùng họ đứng về phía nào phải xem chính chúng ta nếu chúng ta không thể tự bảo vệ mình chẳng lẽ yêu cầu người ta đi theo chôn cùng sao nước chảy đến tự nhiên thành đường rãnh. quản phương nghi trợn trắng mắt, người thật vô tư. như hữu đạo nói, không lẽ chờ mặt với họ vào lúc này? giờ chờ mặt chỉ vô ích, còn đẩy họ hoàn toàn đứng về phía đối phương, khi đó mới nàng khó kéo về. đây là kết quả chúng ta muốn sao? lúc này lôi tông khang bay tới bẩm báo, đạo gia có người cầu kiến. như hữu đạo hỏi, ai vậy? lôi tông khang đến gần nói nhỏ, người của triều đình yến quốc. như hữu đạo nhíu mày hỏi, bao nhiêu người tới? Vì chuyện gì, lôi tông khang đáp, một nam một nữ, chỉ có hai người, nữ rất đẹp. Không nói đến vì sao, chỉ bảo muốn gặp đạo gia. Nghiêu hữu đạo gật đầu nói, mời tới đi, chờ lôi tông khang rời đi. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nháy mắt với quản phương nghi ra hiệu giữ cảnh giác. Chốc lát sau hai người khoác áo choàng đen đi vào nhà tranh sơn trang, lôi tông khang đưa hai người đến đỉnh nước. Nghiêu hữu đạo, quản phương nghi đã chờ trong đình. Trần bá dẫn theo mấy người theo hầu phía sau, cảnh giác đề phòng hai vị khách trùm áo choàng kín mít không thấy rõ mặt mũi, nhưng khi gặp Ngưu Hữu Đạo thì tự động vén mũ. Đúng là một nam một nữ, nam là một nam nhân mảnh khảnh, mặt trắng không dâu, hai mái bạc phơ, búi tóc kim cây châm ngọc bích, mũi ưng, ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Nữ thì đẹp hoa như nguyệt thẹn toát ra quý khí, nét mặt hơi mệt mỏi. Chủ nhân và khách đến chơi đều đánh giá đối phương, nam nhân rút ra một tờ ô giấy trong ống tay áo, rút tờ giấy ra, bên trong vẽ hình Ngưu Hữu Đạo. Nam nhân nhìn Ngưu Hữu Đạo sau đó cung kính gật đầu nói với nữ nhân bên cạnh. Là hắn, Ngưu Hữu Đạo nhìn mặt sau trang giấy lờ mờ đoán là tranh vẽ, hắn lộ vẻ hứng thú hỏi. Hai vị là ai, có chuyện gì muốn làm sao? Nữ nhân giọng trong trẻo tự giới thiệu, bản cung là Chu Thanh, Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương nghi liếc nhau, đánh giá kỹ nữ nhân này một lần nữa, hắn do dự hỏi. Bản cung, Chu Thanh, thứ lỗi cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, có thể nói kỹ hơn không? Nam nhân hỗ trợ giới thiệu, vị này là quý phi nương nương nữ nhân bổ sung thêm thứ sử nam châu chu thủ hiền là phụ thân của bản cung như hữu đạo đã phản ứng lại a à, thì ra là phi tử của hoàng đế nữ nhi của chu thủ hiền đến như hữu đạo đại khái đoán ra bọn họ có ý gì hắn nhìn nam nhân hỏi còn ngươi nam nhân đáp trung sa phủ lệch cam miểu thủy như hữu đạo gật gù a à, như hữu đạo chưa gặp mặt nhưng có nghe nói về cam miểu thủy là thái giám gần thân bên cạnh yến hoàng thương kiến hùng khi thương chiêu tông tấn công thanh sơn quận hình như là người này đại biểu triều đình giảm phán như hữu đạo hỏi ngươi là đồ đệ của tổng quản đại nội điền vũ đúng không ca Miểu thủy lên tiếng đúng vậy như hữu đạo hỏi sao ta biết các ngươi có phải là người thật không ca Miểu thủy ném một tấm lệnh bài ra như hữu đạo nhận lấy nhìn thoáng qua rồi ném trả như hữu đạo vươn tay mời mời hai vị khách quý ngồi chỉ có chu thanh ngồi xuống ca Miểu thủy nghiêm ngặt giữ bổn phận khoanh tay đứng cạnh nàng Chu Thanh móc ra một khối ngọc bội đặt trên bàn đẩy hướng Như Hữu Đạo ngồi đối diện. Có người nhờ bản cung hỏi thăm sức khỏe pháp sư, nói là pháp sư nhìn thứ này sẽ biết là ai. Như Hữu Đạo nhìn bàn tay nữ nhân này hơi lâu chút, phát hiện bàn tay của nàng thật đẹp. Lần đầu tiên hắn gặp nữ nhân xinh đẹp có bàn tay thon dài đẹp như vậy, nhìn thoáng qua đã khiến người ấn tượng sâu. Sau đó Như Hữu Đạo mới chú ý ngọc bội, cầm lên nhìn sau đó cười lắc đầu. Như Hữu Đạo có một khối ngọc bội giống hệt cái này, nếu ghép lại sẽ thành một đôi giống như chu thanh nói khi xem ngọc bội nghiêu hữu đạo đoán ra người hỏi thăm sức khỏe mình là ai hắn gật đầu nói làm phiền quý phi nương nương hỏi thăm sức khỏe lưu quý phi dùng ta nghiêu hữu đạo đẩy ngọc bội trở lại hắn nói lưu quý phi là mẫu thân của ngọc vương phi tề quốc thương tuyết lúc ở tề quốc vì đàm hòa nên thương tuyết đưa cho nghiêu hữu đạo một tín vật để hắn tiện liên lạc với bên yến kinh đó là miếng ngọc bội giống cái này khi thấy ngọc bội nghiêu hữu đạo càng xác nhận ý đồ của đối phương tìm đến chu thanh nói chắc Pháp Sư nên biết bản cung đến đây vì điều gì. Nghiêu hữu đạo đáp, đoán được đại khái, Chu Thanh nói, công chúa có truyền tin qua nói lúc ở tề kinh Pháp Sư đã hứa với công chúa là cố gắng đảm hòa giữa bệ hạ và dòng bình quận vương, tránh cho giấy lên xung đột giữa bá điệt. Không biết có chuyện này không? Nghiêu hữu đạo sờ cầm, chợt nhận ra chuyện này vừa phức tạp vừa đơn giản. Lưu Quý Phi đưa tín vật nhưng không đến, ngược lại Chu Quý Phi đến, hiển nhiên chiến sự dính líu đến phụ thân của Chu Quý Phi, Chu Thủ Hiền, cũng dễ hiểu chu thủ hiền thua trận thì thương kiến hùng và triều đình sẽ không chịu trách nhiệm phải có người đứng ra gánh vậy chỉ có thể là chu thủ hiền đã đánh thua trận có thể tưởng tượng quý phi biến thành nữ nhi của tội thần thì cuộc sống trong cung sẽ khó khăn hai phụ nữ là mối quan hệ gắn bó lẫn nhau xem tình huống này thì chu thủ hiền sau lưng có lực lượng một nước nhưng không mấy tự tin vào chiến sự bên thương tuyết thường xuyên gửi thư nhờ nghiêu hữu đạo giàn xếp giờ chu quý phi lại tới có thể thấy hai nữ nhân rất cần sự đàm hòa nghiêu hữu đạo tin tưởng chu quý phi đến đây là đã được yến hoàng thương kiến hùng cho phép nếu không thì đường đường một quý phi đâu dễ ra cung huống chi được trung Sa phủ lệnh tự mình đưa đi thương kiến hùng không đồng ý mới lạ nghiêu hữu đạo gật đầu nói đúng là có chuyện này chu thanh mỉm cười nói pháp sư còn nhớ là tốt rồi nghiêu hữu đạo nói nhớ chứ không quên nhưng ta cũng bất lực chu thanh nói pháp sư đã lọt vào mắt tề hoàng thì cần gì khiêm tốn như thế triều đình luôn chú ý thế cục bên mình theo triều đình phán đoán Pháp Sư có đủ sức ảnh hưởng đến dòng bình quận vương, chỉ cần Pháp Sư đồng ý tăng thêm ảnh hưởng thì sẽ khó đánh nhau. Không nói đến chiến sự làm sinh linh đồ thán, bách tính gặp họa, bệ hạ và dòng bình quận vương dù gì là bá điệt với nhau. Huống chi người thu lợi lớn nhất trong chiến sự không phải dòng bình quận vương mà là thiên ngọc môn, cần gì làm chuyện ngốc máu mủ giết nhau để người ngoài vui vẻ vỗ tay và di ti. Nghiêu hiểu đạo thầm buồn cười, giờ mới biết quan hệ máu mủ, vậy ngày xưa là ai ép thương chiêu tông đến đường cùng. Nghiêu hữu đạo nhẹ lắc đầu nói, nếu quý phi nương nương đã biết về thiên ngọc môn thì nên biết lời nói của vương gia trong Nam Châu Hạ năm quận không nặng ký. Vương gia chỉ nắm giữ hai quận, có 60 vạn người ngựa thì trong tay vương gia chỉ kiểm soát dược 20 vạn. Chu Thanh nói, miễn vương gia tránh không đánh thì thiên ngọc môn hay ba nghịch tặc mai lâm thịnh, ngô thiên đáng, triệu hưng phong đều không đáng lo. Nghiêu hữu đạo đầy hứng thú hỏi, Dòng bình quận vương có sức uy hiếp lớn vậy sao? Chu Thanh nói, phụ thân của ta từng ở dưới trướng Mông Sơn Minh, biết danh tướng Mông Sơn Minh không phải thùng rỗng kêu to. Uy của Ninh Vương phần nào nhờ có Mông Sơn Minh giúp. Vốn tưởng Mông Xoái chết sớm ai ngờ luôn ở ẩn, giờ lại xuống núi đi theo dòng bình quận Vương. Không nói chuyện đó, chỉ bàn về binh lực nếu ba nghịch tặc muốn chiến mà thiếu 20 vạn người của dòng bình quận Vương thì áp lực bên phụ thân ta sẽ giảm bớt nhiều. chương 608, Như Hữu Đạo mất tích. Như hữu đạo thầm cảm khái, mới vài năm ngắn ngủi thương chiêu tông như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn khỏi yến kinh giờ đã có thực lực buộc thương kiến hùng buông mặt mũi. Đương nhiên không phải thương kiến hùng e ngại binh lực năm quận, thật tình là vì lo hỏa trong hoạn ngoài, không dám lấy lực lượng cả nước đại chiến. Nếu không vì điều này thương chiêu tông cũng không dám đánh trận, thiên ngọc môn bắt ngay điểm yếu này mới dám đánh. Thương kiến hùng chịu buông mặt mũi là vì mất Nam Châu thì bách tính yến quốc sẽ nghĩ sao? Hoàng đế như thương kiến hùng biết ăn nói thế nào? Người ta sẽ cho rằng Thương Kiến Hùng vô dụng không năng lực. Chu Thanh nói tiếp, bên Thiên Ngọc Môn thì không cần lo, miễn dòng Bình Quận Vương tránh chiến, một khi chiến sự không tốt cho Thiên Ngọc Môn cũng là giờ chết của Thiên Ngọc Môn. Bệ hạ sẽ phát động ba đại phái xóa sổ Thiên Ngọc Môn khỏi đất Yến Quốc. Ngưu Hữu đạo tin điều này, Thiên Ngọc Môn phát động chiến sự mà bị thua nghĩa là khó thể khống chế Nam Châu, không có thực lực khống chế Nam Châu thì mặc kệ Thiên Ngọc Môn đã đàm phán gì với ba đại phái đều sẽ bị xóa sổ ngược lại. Ngươi không chơi nổi thì ai chịu chơi cùng Bệ hạ sẽ không bạc đái dòng bình quận vương Quận vương thăng lên thân vương Nam châu hạ năm quân đều xếp vào đất phong của vương gia Như hữu đạo nghe xong lắc đầu cười khổ nói Ta thật sự không làm gì được trong chuyện này Ca miểu thủy đứng một bên lên tiếng Bệ hạ nói thả giao Nam châu cho người trong nhà chứ không để cho giặc ngoài Nếu dòng bình quận vương còn ghi hận chuyện cũ thì bệ hạ còn có thể nhường bước Xếp nguyên Nam châu vào đất phong của vương gia ý của câu này ám chỉ rõ miễn thương chiêu tông không đánh trận chẳng cần mất một binh một tốt cũng có được nam châu nhưng Nhiêu hữu đạo nghe ra ý đồ độc ác trong đó hắn nhướng mày nói nương nương công công nói nửa ngày hình như triều đình chưa hiểu rõ tình huống sự việc không như các người nghĩ chu thanh hơi nghiêng người tới trước nguyện lắng nghe Nhiêu hữu đạo nói song bình quận vương đã bị thiên ngọc môn khống chế binh quyền bị thiên ngọc môn cách ly bây giờ người trực tiếp điều khiển người ngựa năm quận là phượng lăng ba nói đến đây nghiêu hữu đạo mới hiểu ra tại sao thiên ngọc môn không tiếc trước đó gây nội chiến trong năm quận đó là vì sớm phòng bị ngăn chặn sẽ xuất hiện tai họa ngầm có thể thấy thiên ngọc môn tốn công lên kế hoạch tỉ mỉ cỡ nào vì đánh chiếm nam châu chu thanh giật mình kêu lên cái gì ca miều thủy trầm giọng nói sao có thể như vậy dù rong bình quận vương không nhìn thấu nhưng sao mông sơn minh có thể để vương ra dễ dàng cách ly binh quyền đường đường là mông soái làm sao không biết tầm quan trọng của ea binh quyền Nghiêu hữu đạo chắc chắn gật đầu nói. Sự việc đúng là vậy. Nghiêu hữu đạo sẽ không nói đây là đề nghị của hắn. Một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn. Vẻ mặt Chu Thanh hoảng sợ. Ca miều thủy tái mặt. Biết nếu chuyện có thật thì không thể tránh khỏi trận chiến này. Ngẫm lại nhân tố trong ngoài xác suất thiên ngọc môn nâng đỡ phượng lăng ba khá lớn. Nghiêu hữu đạo bổ sung thêm. Nếu dòng bình quận vương bị gì thì ta cũng khó chịu. Ta có một kế muốn bàn với hai vị. Có lẽ còn đường cứu vãn. Quản phương nghi liếc xéo nghiêu hữu đạo, không biết tiểu tử này lại nảy ra ý xấu gì. Chu Thanh hốt hoảng nói ngay, mời nói, hai bên mật mưu một phen, Cam Miểu Thủy và Chu Quý Phi không ở lâu, vội vàng rời đi. Chuyến đi của hai người không phải không có thu hoạch gì, ít ra biết tình cảnh của Thương Chiêu Tông, biết chủ tướng quân địch là ai. Các đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đều di chuyển trong cùng một ngày. Ba phái rời đi không lâu sau Ngưu Hữu Đạo cũng dẫn theo người của mình lặng lẽ biến mất trong núi rừng. Chỗ Thiên Ngọc môn ngủ ở Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đáng, Triệu Hưng Phong vội vàng đi ra Trung Su Chỉ Huy vội xây dựng tạm thời chưa rời đi, họ được đệ tử Thiên Ngọc Môn hộ tống bí mật đi các bộ. Bành Hữu Tại dẫn theo đám cao tầng Thiên Ngọc Môn ra khỏi sân Trung Su Chỉ Huy. Khi họ đi xuống bậc thang đường núi, có đệ tử chạy lại bẩm báo. Nhóm người quận chúa Thương Thục Thanh, đệ tử ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Thú Sơn đã trên đường tới đây. "Tốt," Bành Hữu Tại dừng bước, xoay người đối diện các vị trưởng lão, trầm giọng nói: tạm thời đừng đánh rắn động cỏ chờ người tới rồi mặc kệ những người khác đợi khi nghiêu hữu đạo đến lập tức bí mật bắt hết bọn họ lại tiểu tử này gian xảo nhất cũng là người khiến bổn tọa không yên tâm nhất trước khi bắt đầu chiến sự phải khống chế hắn không thể để xảy ra biến số gì mọi người nhẹ gật đầu chỉ cần khống chế đại cục thì chẳng cần bàn bạc ích lợi rượu với nghiêu hữu đạo nữa bắt luôn người thì ngươi còn thảo luận thế nào được mặt phong ân thái nặng nề bất đắc dĩ buông tiếng thở dài nhưng khi đám người đến đại điện chính cung lại có đệ tử chạy tới cấp báo. "Bẩm trưởng môn, Ngưu Hữu Đạo mất tích." Bành Hữu Tại chưa kịp ngồi xuống giật mình kêu lên, "Mất tích? Là sao?" Đệ tử nói, "Người theo dõi sơn trang phát hiện bên trong không có động tĩnh gì, lặng lẽ lại gần quan sát thì phát hiện bên trong đã không có bóng người, trống rỗng." "Ngưu Hữu Đạo và những người khác không biết đi đâu?" Bành Hữu Tại vừa kinh vừa giận, "Cái gì gọi là không biết đi đâu?" Đệ tử khủng hoảng cúi đầu, không biết trả lời thế nào các cao tầng trong điện ngó nhau bên ta sợ động như hữu đạo chọc giận thương chiêu tông nên luôn chờ đợi khi cách ly y và binh quyền trong tay đợi khống chế được y rồi mới chế ngự ngưu hữu đạo ai ngờ khó khăn chờ thời cơ chín mùi đá văng cửa ra thì trong nhà không có người mọi người chợt hiểu ra ngay lúc này người của ngưu hữu đạo mất tích nàng ngẫu nhiên hay ngoài ý muốn gì bên mình chờ bên kia cũng đang đợi hai bên hành động cùng một lúc hiển nhiên đều mưu đồ từ lâu âm mưu lên men lâu này chọc tức bành hữu tại vẻ mặt giận đùng đùng xài bước đi lòng vòng trong điện. Nói đúng hơn là bành hữu tại thấy như bị tắt mặt, tuy hai bên đều là chủ mưu nhưng ý nghĩa khác hẳn, điều này nói lên ông không biết đối phương có mưu mô gì nhưng người ta thì quá rảnh dự mưu bên ông. Vì đối phương hiểu rõ sự mưu bên mình nên bành hữu tại mới thấy lo. Trước kia mặc kệ nhiều hiểu đạo làm ra sự tích gì thì bành hữu tại, thiên ngọc môn có cảm giác yêu Việt, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Họ biết nhiều hiểu đạo cần thiên ngọc môn che chở, kiếm ăn trên địa bàn của họ. Giờ phút này nghiêu hữu đạo đột nhiên biến mất khiến mọi người nhận ra tình hình không ổn. Bành hữu tại cảm thấy bức bối, tim đập chân run. Nếu nghiêu hữu đạo thật sự bỏ chạy thì không sao, chỉ sợ tên đó sẽ không ngồi nhìn thương chiêu tông chịu thiệt, lỡ hắn nhúng tay vào thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Bành hữu tại ngừng đi loanh quanh, ngửa đầu thở dài. Nếu là người khác thì không đáng lo nhưng nghiêu hữu đạo thì, việc hắn từng làm tạo áp lực lớn cho bên mình, bành hữu tại giàu dụng tóc. Tâm tình của phong ân thái khá phức tạp vừa mừng vừa lo. Mừng vì Nghiêu Hữu Đạo chạy, ông không phải khó xử. Lo vì sợ Nghiêu Hữu Đạo nhằm vào Thiên Ngọc Môn, chuyện này quá quan trọng với Thiên Ngọc Môn, không thể có sơ xảy gì. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau sai người đi tìm. Tuy biết khả năng tìm ra Nghiêu Hữu Đạo rất nhỏ, tên kia có thể trốn thoát hiểu nguyệt các truy sát thì thế lực nhỏ như Thiên Ngọc Môn không có manh mối mà muốn tìm được người thì càng khó, nhưng Bành Hữu Tại vẫn không nhịn được quát nạt đệ tử đến bẩm báo. Đệ tử vội đáp, cúi đầu đi nhanh. Rõ, lặng im một lúc rồi bành lục tại quay sang nói với tất cả. Mọi người hãy bàn bạc chuyện này đi, các người cảm thấy sau khi hắn chạy trốn có nhúng tay vào bên thương chiêu tông không? Nếu có thì hắn sẽ làm gì? Tiếp thu ý kiến quần chúng chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn. chương 609, hai cái túi gấm, có lẽ hắn cảm thấy nguy hiểm nên chạy trốn thôi. Chưa chắc, tiểu tử này có quan hệ chặt chẽ với huynh muội thương thị, rất có thể sẽ nhúng tay. Vậy ngươi nói xem hắn nhúng tay kiểu gì? bên yến quốc có ba đại phái gật đầu đồng ý thì người không liên quan có lá gan tham gia sao nghiêu hữu đạo tìm ai cũng vô dụng bên yến quốc không được chẳng lẽ hắn không biết tìm thế lực bên ngoài yến quốc ví dụ bên kim châu hình như nghiêu hữu đạo có chút quen biết với bên hải như nguyệt nàng ta từng tự mình đến thanh sơn quận nếu người bên kim châu can thiệp vào thì rắc rối không thể nào hải như nguyệt đi dến bước đường như hôm nay nên phân rõ lợi và hại nữ nhân này rất thực dụng sẽ hiểu rằng bắt tay với Minh Hữu Nam Châu mới có lợi cho Kim Châu. Hơn nữa Hải Như Nguyệt không thể tự quyết định chuyện này, vạn động thiên phủ sẽ không ngồi xem ích lợi của mình bị xâm hại, sẽ không để Kim Châu ra binh trở mặt với chúng ta. Như Hữu Đạo và băng tuyết các có mối quan hệ không rõ ràng, có khi nào tìm đến băng tuyết các không? Hắn tìm băng tuyết các thì cùng lắm họ che chở hắn thôi, không thể nào phá hoại quy củ nhúng tay vào chuyện như vậy. Một đám người bàn tán xôn xảo, thảo luận tới lui nhưng không nghĩ ra Nhiêu Hữu Đạo chen chân vào kiểu gì. Phong Ân Thái im lặng nghe, không tiện nói cái gì. Có người đột nhiên nói một câu, không lẽ hắn có thể trực tiếp chỉ huy điều khiển thuộc hạ của Thương Chiêu Tông. Bành Hưu tại cảnh giác cao độ ngay, thông báo cho Phượng Lăng Ba khiến người đốc quân giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không thể để Nưu Hữu Đạo liên lạc với tướng lĩnh thuộc hạ của Thương Chiêu Tông. Biệt viện Sườn Núi, dưới mái hiên, Mông Sơn Minh ngồi trên xe an Nương, Thương Chiêu Tông và Lam Nhược Đình đứng, không ai nói tiếng nào. Phượng Lăng Ba nhân danh quản lý quân kỳ khống chế tất cả kim sĩ sí liên lạc thông tin với bên ngoài. Chỗ thương chiêu tông cũng không ngoại lệ, nghĩa là bên y liên lạc với bên ngoài phải qua tay người khác, thương chiêu tông không thể trực tiếp chỉ huy người của mình. Nơi này cũng bị trông giữ nghiêm ngặt, muốn rời đi là không thể nào. Mặc dù từ lúc Phượng Lăng Ba được đề cử làm đô đốc là đã nhận ra vài thứ, nhưng khi đối mặt vẫn khó chấp nhận. Nhưng bên mình không có lựa chọn khác, bên cạnh thương chiêu tông có nhiều đệ tử thiên ngọc môn bảo vệ bọn họ vừa là bảo vệ vừa lấy mạng người. Một thân vệ từ bên ngoài chạy vào, bẩm báo: "Vương gia, quận chúa đến." Thương Chiêu Tông vui vẻ hỏi: "Đạo gia có đến không?" Sự việc đến tình trạng này họ không có lựa chọn khác, tất cả nằm trong tầm khống chế của Thiên Ngọc môn, không theo ý họ, chỉ có thể trông chờ vào ngưu hữu đạo. Khi Thương Chiêu Tông hỏi chuyện đã thấy Thương Thục Thanh xải bước đi vào, nàng bước vào mái hiên chào ba người. "Ca, Mông Bá Bá, làm Tiên Sinh, Mông Sơn Minh, làm Nhược Đình cùng hành lễ." quận chúa, thương chiêu tông phất tay ra hiệu thân vệ lui xuống, hỏi dồn Đạo ra đâu, thương thục thanh lắc đầu nói. Đạo ra không đến, bảo là bận việc ngày mai mới tới. a à, lúc chia tay đạo ra tặng cho muội một cái túi gấm, nói là nếu ca hỏi về hắn thì đưa cho ca mở ra xem. Thương thục thanh nói rồi móc một cái túi gấm cột bằng lụa đẻ na khỏi ống tay áo. Thật ra nghiêu hiểu đạo cho thương thục thanh hai cái túi gấm, nhưng hắn dặn dò nhiều lần tình huống sử dụng túi, một cái là trong tình huống này lấy ra cho Thương Chiêu Tông xem, cái thứ hai phải mở khi thật sự gặp nguy cơ, không được lấy ra trước, không thể để cho ai biết. Nếu để lộ bí mật e rằng sự việc có biến cố. Chuyện quan trọng dính dáng đến toàn Nam Châu và tâm huyết mấy năm nay của nhiều người, như Hữu đạo dặn dò hết sức trịnh trọng. Lần này xem như Thương Thục thanh nghe lời người ngoài, làm theo lời dặn của Ngưu Hữu đạo tạm giấu sự tồn tại của cái túi gấm khác. Ba người trên bậc thang tập trung nhìn vào cái túi gấm. Thương chiêu tông nhảy xuống bậc thang vươn tay chộp ngay túi gấm, đang định mở ra xem chợt nghe Lam Nhược Đình nhíu mày hỏi. Nếu ngày mai hắn đến thì cần gì tặng túi gấm vào hôm nay? Một câu đánh trúng điểm yếu, chân mày mông sơn minh co giật. Sợ là sẽ không đến, thương chiêu tông nóng nảy, bây giờ còn đang trông chờ nghiêu hữu đạo hỗ trợ, hắn mà bỏ chạy là tiêu đời. Thương chiêu tông vội vàng mở túi gấm ra xem bên trong có cái gì. Thương thục thanh thấy thương chiêu tông sốt ruột thì khuyên, ca đừng gấp, đạo gia không phải loại người đó. Thương thuộc Thanh tin tưởng như hữu đạo, nàng không cho rằng hắn sẽ bỏ mặc họ, huống chi trông không giống như thế, vì nàng còn giữ một cái túi gấm chuẩn bị cho chuyện sau này. Nếu như hữu đạo thật sự muốn bỏ mặc họ thì không cần để lại cái túi gấm thứ hai làm chi. Thương Chiêu Tông mở túi gấm ra, bên trong chỉ có một trang giấy, y mở ra xem, là một phong thư. Thương Chiêu Tông đọc nhanh nội dung trong thư, dần bình tĩnh lại, ra chiều đăm chiêu. Lam Nhược Đình xuống bậc thang, đến gần hỏi. Trong thư viết gì vậy vương ra, Thương Chiêu Tông khẽ thở dài, "Ai, y không nói, thuận tay đưa thư cho Lam Nhược Đình xem." Lam Nhược Đình cầm thư đọc xong không nói gì, nội dung lá thư Ngưu Hữu Đạo viết đại khái là xin Thương Chiêu Tông thứ lỗi, hắn đã lánh hỏa tạm rời đi, vừa lánh họa cho mình vừa vì Thương Chiêu Tông. Thiên Ngọc Môn đã nổi lòng xấu xa, sự việc liên quan ích lợi lớn của Thiên Ngọc Môn, bên mình mặc kệ là ai dám cản đường thì Thiên Ngọc Môn sẽ không nương tình không cần biết thiên ngọc môn có thật sự đụng vào nghiêu hữu đạo hay không thì hắn không thể ở lại nữa, nếu không mọi người đều nằm trong tay thiên ngọc môn, bọn họ chết sống toàn do thiên ngọc môn quyết định. Khi chuyện đã thành công thì thiên ngọc môn không băn khoăn gì nữa, không chỉ nghiêu hữu đạo có khả năng bị nguy hiểm, thương chiêu tông cũng vậy. Hắn phải thoát đi làm thiên ngọc môn kiêng rẻ hì thương chiêu tông mới an toàn. Cuối cùng nghiêu hữu đạo vẫn giữ ý cũ, khuyên họ chiều ý thiên ngọc môn, giúp thiên ngọc môn bắt lấy Nam Châu. Cuối thư kèm dòng chữ đọc thư xong hủy ngay. Nội dung thư chủ yếu giải thích nguyên nhân nghiêu hữu đạo rời đi chứ không nói hắn đi làm gì. Thư rơi vào tay thương thục thanh, nàng xem xong đưa cho mông sơn minh đọc. Mấy ngày sau, Trung Su chỉ huy tạm ở sườn núi Thiên Ngọc Môn, nhân viên liên quan lại gặp mặt nhau. Bành hữu tại dẫn các cao tầng Thiên Ngọc Môn có mặt tại hiện trường. Lúc này trước của phượng lăng ba lớn nhất, đứng hàng đầu, hai nhi tử mặc chiến giáp đứng hai bên sau lưng ông, uy phong lẫm lẫm. Thiên Ngọc Môn không có kinh nghiệm chỉ huy nhiều người tác chiến nên chỉ có thể đứng một góc. Phượng Lăng Ba nhìn quét mọi người, gióng giạc nói. Phái thám tử ra ngoài đã được một số tình báo mới. Triều đình âm thầm điều động 50 vạn đại quân bí mật tập kết hướng Nam Châu Thượng Sáu Quận, còn có nhiều lương thảo lén đưa đến, tình huống rất tệ cho chúng ta, không biết các vị có cao kiến gì không. Mọi người lặng im, bành hữu tại cũng bất lực, ông phỏng trừng tiêu giao cung, tử kim động, linh kiếm sơn cũng khó nói gì hành vi của triều đình. Triều đình không thể để mặc Nam Châu bị mất mà không làm gì, nếu không thì Yến Hoàng Thương Kiến Hùng không cách nào ăn nói với thần dân của mình. Ba đại phái không thể nói với triều đình rằng cứ để phản quân chiếm Nam Châu đi, triều đình dễ nói chuyện như vậy thì khỏi phải đánh, ba đại phái trực tiếp lên tiếng là được. Việc rắc rối phức tạp vốn cản tay nhau, triều đình dù gì là thế lực lớn nhất trong thế tục Yến Quốc, đụng vào Thương Kiến Hùng sẽ làm cả nước sao động, không tốt gì cho ba đại phái. Triều đình không không làm lớn chuyện mà âm thầm đối kháng, ba đại phái không tiện ngăn cản nên đành mắt nhắm mắt mở. Cao kiến, hiện trường im lặng không ai hé răng, bên triều đình đột nhiên xảy ra tình huống này thật ra thiên ngọc môn, Phượng Lăng Ba đã biết trước, hai bên lén bàn bạc rồi. Giờ hỏi ý kiến là nói cho nhóm thương chiêu tông nghe, ba vị quận thủ Mai Lâm Thịnh đã tự dẫn binh đi rồi. chương 610, đánh nhanh thắng gọn, Phượng Lăng Ba cảm thấy không cần thiết thông báo nhưng bành hữu tại bắt làm vậy. Bành hữu tại hy vọng nghe ý kiến của thương chiêu tông, hoặc nói chính xác hơn là ý kiến của mông sơn minh không nói thứ khác bàn về đánh nhau bành luộc tại biết rõ về năng lực của mông sơn minh không bàn tới chiến tích năm xưa của mông sơn minh trận nhỏ hay trận lớn đều dày dạn kinh nghiệm rồi đặc biệt trong đám người ở đây chỉ mình mông sơn minh có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến đông người quy mô lớn đưa phượng lăng ba lên chỉ huy nói thật thì trong lòng bành luộc tại không mấy tin tưởng phượng lăng ba thấy hơi khó chịu lão dù gì là tổng chỉ huy trận chiến này hơn nữa người ta không ngốc đã làm tới mức này còn đòi nghe ý kiến của người ta, không sợ bị hố sao. Thương Chiêu Tông, Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh đều không lên tiếng. Không khí hiện trường hơi lúng túng, Bành Hữu Tại cười tùm tìm hỏi, Mông Soái là danh tướng một thế hệ, có cao kiến gì chỉ điểm đôi chút không? Mông Sơn Minh nói, quá khen, nếu đúng như Bành trưởng môn khen ngợi thì dã không bị người đánh tàn phế ngồi trên xe lăn. Bành Hữu Tại nói, mọi người đều biết nguyên nhân Mông Soái bị tàn tật, điều này không tổn hao gì đến ảnh minh của Mông Soái bàn về đánh nhau thì người nơi này đều là hậu bối của mông soái ý kiến và kinh nghiệm của ngài rất quý giá với họ nếu đánh thua trận này đều không có chỗ tốt gì cho mọi người mông soái thấy có đúng không trong giọng nói của bành hữu tại chất chứa uy hiếp mông sơn minh bình tĩnh nói mặc kệ triều đình có tiếp viện hay không ta chỉ muốn hỏi một câu có đánh hay không khuôn mặt bành hữu tại nghiêm túc nói việc đã đến nước này tên đã trên dây không thể không bắn bành hữu tại không cách nào lùi bước đã cầu ba đại phái nhà ra, lúc này mà rút lui thì không cần biết người triều đình có thừa dịp tấn công hay không, chỉ biết ba đại phái sẽ ghét thiên ngọc môn. Đang dắt mũi chúng ta sao? Không dám chơi mà nhảy nhót cái gì? Mông Sơn Minh nói, nếu vậy thì đánh đi. Khóe mắt Mông Sơn Minh liếc hướng Phượng Lăng Ba như đang nói cứ để lão chỉ huy đánh. Bành hữu tại hỏi tới, Mông Soái cảm thấy nên đánh thế nào? Mông Sơn Minh hỏi Mông Sơn Minh, đồ đốc chuẩn bị đánh ra sao? Phượng Lăng Ba thầm hít sâu, không mấy tự tin khoe khoang năng lực chỉ huy tác chiến trước mặt vị này. Phượng Lăng Ba xoay người ra hiệu hai nhi tử lùi lại, lão đứng trước bản đồ treo lơ lửng, chỉ vào bản đồ nói, từ các đường tình báo cho biết thì Chu Thủ Hiền đã bày bố người ngựa ở giải Bắc Lang Sơn, muốn ngăn đánh đại quân của ta tại đây. Quân ta sẽ phái một phần người ngựa đánh nghi binh, hấp dẫn chủ lực quân địch, sau đó phái hai người ngựa khác từ hai bên Bắc Lang Sơn giáp công. Phượng Lăng Ba chưa miêu tả xong Mông Sơn Minh đã không kiên nhẫn ngay, phải tay ngăn lại, đô đốc định hội chiến với chu thủ hiền ở chỗ Bắc Lang Sơn. Phượng Lăng Ba gật đầu nói, đúng vậy, hấp dẫn chủ lực quân địch rồi quyết thư hùng với chu thủ hiền ở Bắc Lang Sơn. ưu thế về khoảng cách cho phe ta lấy nhàn chờ mệt, chủ lực quân địch bôn ba đến viện trợ đã là đội mệt mỏi, có thể một kích đánh tan ngay. Mông Sơn Minh ngắt lời, nếu chủ lực quân địch không đến viện trợ thì sao? Phượng Lăng Ba nói, thì chúng ta thừa dịp tiêu diệt người của Bắc Lăng Sơn, sau đó đại quân thừa dịp giết ra Bắc Lăng Sơn lưng giữa Bắc Lăng Sơn thì tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu Chu Thủ Hiền không đến viện trợ tương đương với tặng đất hiểm Bắc Lăng Sơn cho chúng ta. Mông Sơn Minh hỏi, vậy Đô Đốc định đánh trận này đến khi nào mới kết thúc? Phượng Lăng Ba Đáp, bây giờ sao có thể xác định khi nào kết thúc? Chỉ cần lấy phần thắng trận đầu là sĩ khi phe ta tăng lớn, là lúc thừa dịp dùng binh, tùy theo tình huống chiến cuộc thay đổi điều binh. Với kinh nghiệm xa trường của mông Soái có thể xác định khi nào trận chiến này kết thúc không? Đám người bành hữu tại nghe vậy nhìn hướng Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh nói, nếu ta là chu thủ hiền thì ngươi đánh của ngươi, ta đánh phần ta. Đô đốc không dám đốt lửa chiến hướng Lân Châu, nếu không sẽ nhiều mặt gặp địch. Lân Châu trừ Kim Châu ra đều là lãnh địa của Yến Quốc, chỉ dựa vào điều này Lân Châu đã là đất cứu vãn bên ta, có thể lùi vào Lân Châu, tùy ý xuất kích ở tuyến biên cảnh trên dưới Nam Bắc Nam Châu. Ngươi giết đến thì ta lùi lại, ta đổi chỗ khác đánh vào. Ta không cần đấu cứng đánh bại ngươi, tài nguyên tác chiến trong tay ngươi có hạn, một nam châu tầm thường không cách nào tiêu hao thắng yến quốc to lớn. Tiêu hao đến khi ngươi kiệt quệ rồi thì không chiến tự nhiên thu, ta cần gì mạo hiểm đấu cứng với ngươi. Kéo dài mệt chết ngươi là được, bành hữu tại cảm giác sống lưng lạnh toát, chu thủ hiền nếu chơi chiêu đó thì bành hữu tại không chơi theo nổi, chỉ riêng lăn qua lộn lại đủ kéo sụp thực lực năm quận, khi đó thiên ngọc môn của ông còn làm gì được. Tất cả mộng đẹp đều thành bọt nước, bành hữu tại vội xen lời, đây là chiến pháp của mông soái Chu Thủ Hiền không bằng Mông Soái, chắc Chu Thủ Hiền sẽ không đánh như vậy. Mông Sơn Minh nói, Chu Thủ Hiền lăn lộn trong triều đình thậm chí hiến nữ nhi cho hoàng đế. Bành trưởng môn cảm thấy Chu Thủ Hiền là loại người thích đấu cứng sao? Khả năng Chu Thủ Hiền tập trung binh lực quyết tử chiến với bên ta không lớn, khả năng thấy tình hình chiến đấu ở Bắc Lan Sơn có gì không ổn là bỏ chạy thì lớn hơn. Nơi nào an toàn Chu Thủ Hiền sẽ rút vào đó, lân châu đương nhiên an toàn nhất chờ chu thủ hiền lùi vào lân châu vừa không thừa nhận mình đánh thua nếu không thì khó ăn nói với bên triều đình cũng không thể không đánh chu thủ hiền muốn không đánh trận kiểu như thế cũng không được phượng lăng ba thấy lúng túng chiến lược mà lão đặc biệt lên kế hoạch dường như thành giác mấy phen muốn nói nhưng không tìm ra lý do phản bác lại quan trọng là phượng lăng ba nói có lý khả năng này rất lớn đám cao tầng thiên ngọc môn cao mày ánh mắt như có như không liếc về phía phượng lăng ba thầm nghi ngờ không biết lão có lo nổi trận đánh này không thương triều tông nhếch mép châm chọc thương thục thanh lam nhược đình vui mừng nhìn mông sơn minh họ phát hiện mông soái quả nhiên vẫn là mông soái danh chấn thiên hạ đao quý chưa cùn bành hữu tại lạnh lùng liếc phượng lăng ba sắc mặt âm trầm chửi thầm trong bụng suýt làm hỏng việc lớn của ta may mắn mình buông sĩ diện hỏi mông sơn minh một tiếng bành hữu tại đổi sắc mặt mỉm cười khiêm tốn thỉnh giáo vậy theo mông soái thấy đánh trận này như thế nào là thích hợp nhất ánh mắt mông sơn minh trở nên sắc bén nhìn bản đồ dõng giạc nói đánh nhanh thắng gọn phượng lăng ba nói ngay ta cũng muốn đánh nhanh thắng gọn nhưng chiến đấu làm sao giải quyết nhanh được làm cách nào mông sơn minh nói làm người chỉ huy cao nhất trong quân phải hiểu chiến vì cái gì mục đích đánh trận này là vì đâu thì mới chế định ra chiến lược tác chiến rõ ràng được chúng ta không đánh với chu thủ hiền mà đánh vì muốn chiếm lĩnh nam châu đừng dây dưa với chu thủ hiền không cần rằng dai tập trung ưu thế binh lực đuổi theo chu thủ hiền đánh Mặc kệ xung quanh có cái gì quấy nhiễu, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là không tiếc mọi giá đuổi đánh Chu thủ Hiền. Đánh cho Chu thủ Hiền liên tục thua trận chỉ có thể chạy trốn, tóm lại đuổi theo không thả. Miễn đánh ra kết quả này thì người ngựa gấp rút tiếp viện Chu thủ Hiền sẽ tan vỡ sĩ khí. Nếu Chu thủ Hiền trốn ra Nam Châu, chúng ta rút binh quay lại trận viện binh trong Nam Châu, cùng bộ binh bên ta kẹp trước sau Chu thủ Hiền. Mông Sơn Minh phất tay ra hiệu, là An đẩy ông đến trước bản đồ. Mông Sơn Minh cầm gậy che từ tay Phượng Lăng Ba chỉ vào vị trí bảy binh lực của hai bên, cho nên trận chiến này không cần bài binh bố trận, chúng ta không cần chuẩn bị đầy đủ làm gì, cũng đừng cho quân địch có cơ hội chuẩn bị. Cứ đánh lung tung đi, bây giờ ra binh tấn công ngay, nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trước tiên dùng trọng binh đánh ra lỗ hổng phần đầu quân địch, đại quân xông vào, mục đích không phải công thành, ném hết đồ quân nhu, tập trung cắn chu thủ hiền trốn ở phía sau. chương 611, Đại Thế đã định một hôm đó nguyên thiên ngọc môn di chuyển nhanh trung xu chỉ huy tác chiến bắt đầu nhào lên mặc dù tổng chỉ huy trận chiến này vẫn là phượng lăng ba nhưng thật ra thành ống loa truyền quân lệnh người chỉ huy thật sự là mông sơn minh từng quân lệnh truyền xuống làm theo lệnh điều khiển của mông sơn minh vì vậy đại chiến buồn cười bắt đầu mông sơn minh chỉ huy trọng binh tập kết đánh bất ngờ điểm mỏng manh của quân địch phá thủng một cái lỗ trong phòng tuyến quân địch nơi ngựa tinh nhuệ bất chấp tất cả lao thẳng vào bản bộ chu thủ hiền người đi sau thì vứt hết đồ quân nhu mặc đồ nhẹ đuổi theo không đánh người phòng tuyến thượng sáu quận ngây người quân địch quy mô lớn như vậy mà không mang theo dồ quân nhu chẳng cần bổ cấp sau đó mấy chục vạn người ngựa ăn uống kiểu gì đây là đánh anh u hai tự sát có kiểu đánh vậy sao hướng công kích của hạ năm quận quá rõ ràng chủ thủ hiền nhanh chóng nhận ra họ nhằm vào mình nhanh chóng triệu tập người vây cản chặn đường quân địch đánh vào người thượng sáu quận không cần chấn giữ phòng tuyến nữa trong nam châu hạ năm quận hầu như không có quân địch quân địch bất chấp sống chết chạy ra mặt sau mình thì còn chấn giữ làm gì đại quân phòng thủ quay đầu biến phòng ngự thành truy sát nhưng mới dượt theo chợt phát hiện quân địch đồ nhẹ đi nhanh bên mình mang đồ quân nhu không bắt kịp người ta đành ném hết đồ quân nhu đuổi theo hạ năm quận lấy tinh nhuệ của anh dương võ liệt vệ dẫn đầu chạy đi không đánh với đám người ngăn đường không công thành chỉ đi đường vòng một người có hai con ngựa vòng ra sau rồi không thay đổi phương hướng vẫn nhào thẳng vào bản bộ chu thủ hiền vì thế dọc đường đi người thượng sáu quận buộc phải ném đồ quân nhu vội vã chạy về tiếp viện cho chu thủ hiền sau đó đa số người hạ năm quận đồ nhẹ chạy tới nhặt hết đồ quân nhu mà thủ quân ném lại bổ cấp xong họ không mang theo đốt hết đồ quân nhu của quân địch người thượng sáu quận vốn chấn giữ phòng tuyến này cũng đuổi theo về thấy vậy xoe tròn mắt quân địch có bổ cấp thì còn tiếp tục chạy đi được trước mắt họ chỉ có một đống cho tàn sắc trời hơi hừng sáng một đám người chật vật không chịu nổi chạy xuyên đồng ruộng đến đường cái leo lên đường cái chạy trốn tiếp chu thủ hiền ngồi trên lưng ngựa mặt xanh mét nhìn người đi theo mình ai nấy kệt quệ ngựa hết hơi trưởng môn chân linh viện kim vô quang trưởng môn phi hoa các tào ngọc nhi cơ mặt căng cứng biểu tình cực kỳ khó xem mới qua mấy ngày mấy đêm đã loạn trận này đánh hỗn loạn loạn đến không cách nào chỉ huy không ai ngờ hạ năm quận mặc kệ chết sống của mấy chục vạn người Lấy anh Dương võ liệt vệ dẫn đầu đa số kỵ binh nhào vào chu thủ Hiền. Thiên Ngọc môn, Lưu Tiên tông, Phú Vân tông, Linh Tú sơn tập trung nhiều tu sĩ đi theo phối hợp. Khi biết đối phương tập trung nhiều tu sĩ như thế chu thủ Hiền chỉ đành tạm né mũi nhọn rút lui. Nhưng đối phương cơ hồ toàn là kỵ binh buộc bên ta lệnh cho người bản bộ nghênh đón cản trở, chu thủ Hiền dẫn số ít người rút đi trước. Họ đang trên đường rút nhanh thì hai tin giữ 10 vạn người chặn đường đều bị hạ gục. Tu sĩ của Chân Linh viện phi hoa các không ngăn nổi bốn môn phái thiên ngọc môn liên hợp công kích, tử thương vô số. Thật tình không ngăn cản nổi, tu sĩ hai phái sống sơ tó chạy tứ tán. Bốn phái thiên ngọc môn không truy sát tu sĩ của hai phái, bọn họ tiếp tục theo anh Dương Võ Liệt vệ phối hợp đại quân truy kích Chu Thủ Hiền. Chu Thủ Hiền thật sự hối hận thắt ruột, hối hận không nên dễ bỏ phần đầu mình thì trốn ở hậu phương, quân địch một đường đánh bất ngờ, tinh nhuệ quân địch đánh bất ngờ, điều động từng tầng đại quân phòng ngự mà Chu Thủ Hiền bài bố phần đầu gấp rút phòng ngược về tiếp viện quân địch di sau thì chui vào chỗ chống đốt cướp thiêu cháy đồ quân nhu của đại quân phòng ngự chờ khi chu thủ hiền phản ứng lại chuyện gì xảy ra hiểu được ý đồ quân địch thì đã muộn mới bắt đầu đánh trận đã mất lương thảo cho mấy chục vạn người ngựa đây đúng là đùa còn đánh gì nữa đánh được nữa không nói đi phải nói lại ban đầu chu thủ hiền không định liều mạng cùng quân địch nếu không đã chẳng tốn sau giải quân vì cho rằng ở hậu phương an toàn hơn tiện cho rút lui kết quả an toàn thật nhưng không ngờ quân địch chơi chiêu này Chu Thủ Hiền chưa từng thấy kiểu đánh như vậy. Mấy chục vạn quân địch ném hết đồ quân nhu, không mang theo lương thảo cứng rắn sông lên. Ai từng thấy chục vạn người đánh nhau mà không dẫn theo lương thảo không? Đây đúng là đem mạng sống mấy chục vạn người ra đùa. Nhưng sự thật chứng minh đây không phải trò đùa, có người dám đánh kiểu này, đâm chúng ngay chỗ yếu bố phòng của Chu Thủ Hiền một cách ngoan ổn chuẩn, làm lão khóc không ra nước mắt. Kim vô quang, Tào Ngọc Nhi mặt tối sầm nhớ mang máng lời Chu Thủ Hiền từng nói, gì mà lần này không cầu thắng chỉ cần rằng co với quân địch là chúng ta thắng, còn lại để bệ hạ đi tìm ba đại phái. Triều đình thế lớn, ba đại phái sẽ có áp lực, không thể nào vì một thiên ngọc môn mãi không bắt được Nam Châu mà hao mòn nguyên yến quốc, khi đó sẽ là giờ chết của thiên ngọc môn. Khi đó Kim Vô Quang, Tào Ngọc Nhi hết sức đồng ý, kết quả mới khai chiến không lâu đã hỗn loạn, có thể rằng có lâu dài nổi không. Trong tia ban mai một con kim xí đáp xuống, Dây lát một vị tướng rục ngựa tiến lên bẩm báo với Chu Thủ Hiền, "Đại nhân, thám tử báo là người của quân địch kiệt sức, ngựa hết hơi, đã ngừng truy kích, dừng lại nghỉ ngơi hồi phục." Tào Ngọc Nhi vuốt váy bị gió thổi tốc lên, nói với Chu Thủ Hiền, "Quân địch cách chúng ta một khoảng, trong một chốc không đuổi kịp được. Chúng ta cũng người ngựa kiệt quệ rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Chu Thủ Hiền hỏi tướng lĩnh kia, "Cách Định Châu còn bao xa?" Tướng lĩnh trả lời, "Còn khoảng 80 dặm đường." Chu Thủ Hiền lớn tiếng nói với mọi người, sắp đến Định Châu rồi, các huynh đệ hãy cố chống chọi một lúc nữa. Đến Định Châu là an toàn, phản quân không dám giết vào Định Châu. Vì thế đoàn người mệt mỏi đi tiếp, tốc độ không mau, tới trạng vạng thì họ vào Định Châu. Định Châu đã có người ngựa bầy phòng vệ ngay biên cảnh, biết chu thủ hiền đến, thứ sử Định Châu tiết khiếu tỏa trần ở biên cảnh nhanh chóng đến nghênh tiếp. Hai vị thứ sử cùng nhảy xuống ngựa chạm mặt. Tiết khiếu chộp tay Chu Thủ Hiền hỏi dồn, cớ gì mà Chu Huynh nhanh vậy đã lùi vào Định Châu ta? Chu Thủ Hiền xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Tiết Khiếu lại hỏi, Chu Huynh, định châu ta thầm chi viện 20 vạn người ngựa nay ở đâu? Chu Thủ Hiền ngoái đầu nhìn người ngựa đi theo mình, lão chỉ dẫn theo 3.000 người, 3.000 kỵ binh cận vệ trong quân, ai nấy mệt mỏi chật vật. Những người khác bị Chu Thủ Hiền để lại ngăn truy binh, nếu không thì bọn họ khó trốn thoát. Tiết Khiếu giật mình kêu lên, Chu Huynh, mới có mấy ngày mấy đêm. 80 vạn người ngựa, Chu Huynh đừng nói với ta là nhanh vậy đã chết hết dù là 80 vạn con heo thì phản quân cũng không giết nhanh vậy đi. Chu Thủ Hiền nói, cơ bản 80 vạn người ngựa còn. Chu Thủ Hiền lắp bắp không nói y tiếp được, Chu Thủ Hiền thật sự không biết nên giải thích thế nào, từ chiến báo các đường đưa về thì 80 vạn người ngựa đa số còn sống, ít nhất còn có 60 vạn người ngựa người, nhưng đã tán loạn hết. Chu Thủ Hiền làm chủ soái bỏ chạy, quan trọng là chạy quá nhanh, bản thân lão cũng không thể tưởng tượng đem đến đả kích lớn thế nào cho sĩ khí dưới trướng. Chu Thủ Hiền bỏ chạy nhanh, người bên dưới không đuổi theo kịp, đã vứt lương thảo nên bây giờ đang đi kiếm ăn khắp nơi, lại có phản quân đánh lén quấy rối, mấy chục vạn người tán loạn trong một chốc khó mà tập kết lại. Một nơi dựa núi cạnh nước, trong đại trướng trung quân của phản quân. Quân tình các nơi lục tục được đưa về, không ngừng truyền quân lệnh ra ngoài. Đám cao tầng thiên ngọc môn nhóm bành lụa tại ở một bên nhìn mông sơn minh bận rộn. chương 612, Đại Thế đã định hai. Một vị tướng đi vào chắp tay, báo, Chu thủ Hiền đã lùi vào Định Châu, Mông Sơn Minh quay đầu nhìn bản đồ, La An nhanh chóng đẩy xe lăn để Mông Sơn Minh tiện xem bản đồ. Mông Sơn Minh hỏi, anh Dương Võ Liệt vệ nghỉ lấy sức sao rồi? Phượng Lăng Ba trả lời, lúc trước phụng mệnh ngừng truy kích, đã nghỉ lấy sức ban ngày. Mông Sơn Minh cầm lấy gậy chỉ huy chỉ một đường quân địch tập kết quy mô hơi lớn, từ lương thảo bổ sung trong một thạch rồi di chuyển hướng Định Châu, lệnh cho anh Dương Võ Liệt vệ xuống nam chặn người ngựa chạy trốn đường này. Mông Sơn Minh quay đầu nhìn sang Bành Hữu Tại, "Pháp sư đi cùng phải tập trung lực lượng giết chủ tướng của đường quân địch này. Có 8 vạn quân địch, có thể làm được không?" Bành Hữu Tại gật đầu nói, "Chắc là được." Mông Sơn Minh gần giọng, "Đừng nói chắc là với ta, ta muốn câu trả lời chắc chắn." Bành Hữu Tại hơi do dự, nhiều người như vậy cũng tạo uy hiếp khá lớn cho tu sĩ, huống chi chủ tướng quân địch có nhiều tu sĩ bảo vệ. Nhưng cuối cùng Bành Hữu Tại cắn răng nói, "Được, vì Mông Soái, không tiếc mọi giá bắt lấy." Mông Sơn Minh gật đầu, nhìn sang phương Lăng Ba, anh Dương Võ Liệt Vệ đánh nghi binh, chờ Pháp Sư đi cùng giết được chủ tướng quân địch thì anh Dương Võ Liệt Vệ ngay lập tức từ bỏ chặn đường. Nếu sau khi chủ tướng địch chê mà quân địch chưa tán loạn thì anh Dương Võ Liệt Vệ vòng ra hậu phương đại quân địch, một đường truy sát. Nhớ kỹ, chỉ được truy sát không thể cường công, 8 vạn người ngựa đa số chạy bằng hai chân, không nhanh, chúng ta có ưu thế kỵ binh, một đường đánh lén quấy rối kéo dài tốc độ hành quân không cho bọn họ nghỉ ngơi gậy gõ vào một vị trí trên bản đồ, Mông Sơn Minh nói tiếp, cùng lúc đó lệnh cho Mai Lâm Thịnh tập kết người ngựa lên Bắc, chờ đội mình xua người ngựa chạy tới đây thì thành thế hợp vây, buộc hàng, không chịu hàng thì tiêu diệt tại chỗ. Chu Thủ Hiền đã trốn vào Định Châu, chúng ta có thể thu lưới ở Nam Châu. Lệnh cho một phần người của các phái chấn giữ những con đường quan trọng thông hành các nơi, buộc quân địch tứ tán không có đường đi, ép đám lính giải rác chỉ có thể đi đường núi hoặc gập gành, tiêu hao sĩ khí và thể lực của chúng, cho mệt mỏi không chịu nổi, không dễ tụ tập lại, sau đó bên ta thanh tiêu hết. Lệnh cho các bộ tập trung người ngựa chủ yếu vây thành, cưỡng ép quân địch rút trong thành phải mở cổng đầu hàng. Khi chúng mở cửa đầu hàng thì đại quân khống chế ngay, nghỉ lấy sức. Còn nếu không mở cửa đầu hàng thì tạm thời không công vào, đại quân nghi lấy sức ngoài thành đợi đồ quân nhu đến sau, tướng sĩ ăn no nghỉ khỏe rồi tập trung lực lượng đánh hạ từng cái. Phải tránh tấn công cùng lúc, tránh cho tản ra đánh nhiều nơi bị phản phệ, đến bước này cần đánh từng bước vững chắc xác nhận mông sơn minh không còn gì dặn dò phượng lăng ba nhanh chóng ra quân lệch rõ mông sơn minh buông xuống gậy chỉ huy sắc mặt hơi mệt mỏi bành hữu tại tiến lên thân thiết hỏi mông soái một ngày một đêm không chợp mắt hay là nghỉ ngơi một lúc đi mông sơn minh nói chỉ cần làm việc theo kế hoạch đã định thì chu thủ hiền để lại người ngựa hoảng loạn khó tụ tập chờ chiếm lĩnh các thành thượng sáu quận là đại thế nam châu đã định còn lại chuyện thanh tiếu không cần lão phu nói nhiều mông sơn minh giơ tay ra hiệu La An đẩy xe lăn, đám người thương chiêu tông đi theo ra ngoài. Một đám người ôm lòng kính ý đi ra lều tiến đưa. Nhìn theo bóng người ngồi xe lăn khuất xa, bành lục tại buông tiếng thở dài, thật là kỳ tài bầy mưu lập kế trên xa trường, danh tướng một thế hệ quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng tiếc Yến Hoàng thương kiến hùng tự chặt một tay, nếu giữ người này bên cạnh thì làm gì có cơ hội cho thiên ngọc môn ta. Bành Hựu tại nằm mơ cũng không ngờ cái gọi là đánh nhanh thắng nhanh sẽ mau đến mức này, mới vài ngày đã đánh tan xương cốt 80 vạn đại quân của Chu Thủ Hiền, khiến đại thế Nam Châu nằm trong tay Thiên Ngọc Môn. Chu Thủ Hiền không đáng lo, lão mang theo mấy ngàn người chạy trốn tới Định Châu xem như đã phế, không gây sóng gió gì được. Trong tiếng thở dài của Bành Hựu tại có tiếc nuối, mông soái có bản lĩnh như thế nhưng Thiên Ngọc Môn không có cơ hội lợi dụng nữa, sau khi lấy được Nam Châu thì Thiên Ngọc Môn sẽ không gây chiến thêm, thực lực cũng không cho phép họ làm vậy ít nhất chờ 50 năm, khi thiên ngọc môn tích lũy thực lực lên một cấp bậc khác, nhưng chưa chắc bành hữu tại sống tới khi đó, mông soái thì càng khỏi phải nói. Sau trận chiến này đành để một đại danh tướng châu sáng phủ bụi. Vẻ mặt phượng lăng ba phức tạp nhìn theo, ban đầu còn hơi bất mãn với mông sơn minh, nhưng thấy tận mắt đối phương chỉ huy tác chiến làm lão phải khen, tâm phục khẩu phục. Phượng lăng ba phát hiện mình cách biệt người ta rất lớn, như trời với đất. Lúc trước mông soái đánh lung tung nhưng trong hỗn độn có trật tự, Điều động người ngựa tiến lùi nề nếp, các bộ khi nào nên nghỉ khi nào nên tiến đều có quy tắc cả. Mấy chục vạn người ở trong tay Mông Sơn Minh thoải mái tự nhiên, lên vài cái đã đánh 80 vạn đại quân của Chu thủ Hiền ngu người hỗn loạn. Phượng Lăng Ba phải thừa nhận cùng một chiến lược nhưng nếu để lão chấp hành thì không thể làm ra hiệu quả chỉ huy như vậy được, không thể khiến nhiều người như Chu thủ Hiền ném đồ quân nhu, bị bên mình dắt mũi chạy. Công lực chỉ huy của Mông Sơn Minh thâm sâu, Phượng Lăng Ba khó mà nhìn theo bóng lưng bành hữu tại nghiêng đầu liếc phượng lăng ba đứng cạnh phất tay đuổi người khác đi rồi mới nói sau khi trận chiến này kết thúc không thể giữ người này lại tìm cách giải quyết đi phượng lăng ba hơi khó hiểu cung kính hỏi ý của phụ thân là bành hữu tại hết cảm hướng người ngồi xe lăn đi xa phượng lăng ba hỏi dò mông sơn minh bành hữu tại nhẹ gật đầu lòng phượng lăng ba thiết chặt hỏi tại sao bành hữu tại trả lời người có tiếng là có tài thực người cũng kiến thức mông soái thật sự lợi hại nếu có mông xoái thì dù áp chế thương chiêu tông vẫn sẽ có hắn ở bên cạnh cổ vũ thương chiêu tông cho tàn lại cháy. Nếu giữa mông xoái và thương chiêu tông chỉ có một người sống thì ngươi chọn ai? Phượng Lăng Ba hiểu ý của bành hữu tại, nói sao thì thương chiêu tông là nữ tế của lão, chuyện lão làm tuy không tốt cho y nhưng không đến đường cùng thì lão không muốn lấy mạng nhỏ của y. Trong tình huống có điều kiện Phượng Lăng Ba cần nghĩ cho bên nữ nhi, cắt cánh chim của thương chiêu tông là sự chọn lựa tốt nhất. Dù đối nội hay đối ngoại ngay cả nữ tế của mình cũng không buông tha thì người ngoài nhìn lão như thế nào. Nếu cho Phượng Lăng Ba lựa chọn lão sẽ chọn thương chiêu tông sống. Bành hữu tại liếc qua, dặn dò một câu rồi xoay người đi, để mông xoái lặng lẽ biến mất, đừng gây ra động tĩnh gì. Phượng Lăng Ba hơi khom lưng tiến, ngoái đầu nhìn người ngồi xe lăn khuất xa, trong lòng thổn thức. Phượng Lăng Ba không ngờ danh tướng mông sơn minh cuối cùng sẽ gục ngã dưới đao của mình, mặc dù cảm khái không nỡ nhưng lão không cách nào mùi lòng nương tay được nhạc phụ đại nhân đôi khi nói có lý mông sơn minh là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định là phụ tá đắc lực của thương chiêu tông ven hồ mông sơn minh giơ tay ra hiệu la an ngừng đẩy xe lăn mông sơn minh đối diện mặt hồ gợn sóng núi xanh phía xa dưới ánh chiều tà ánh mắt ông nhìn phía xa sâu thẳm mà tĩnh lặng tóc mai bạc nhuộm hoàng hôn trông tiêu điều hơn mông sơn minh im lặng thật lâu không biết suy nghĩ cái gì mấy người thương chiêu tông liếc nhau thương thục thanh nhắc làn váy đến gần xe lăn khuyên, mông bá bá đã lâu không chợp mắt, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Mông Sơn Minh tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn trời lại nhìn mặt thương Thục Thanh, bỗng thương cảm nói còn chưa được thấy quận chúa thành ra. Quận chúa không còn nhỏ tuổi, nên tìm một người, chắc hẳn tiên vương cũng hy vọng nhìn thấy điều này. Thương Thục Thanh hơi khom người nửa ngồi xổm cạnh xe lăn, cười nói Thanh Nhi đã thói quen một mình, khá tốt, Thanh Nhi không muốn gả cho người. chương 613, Tự Tuấn 1 Mông Sơn Minh yêu thương vuốt tóc Thương Thục Thanh, ánh mắt hiền từ, nhà đầu ngốc, làm gì có nữ nhân nào không lập gai đình, muốn để lại tiếc núi lớn sống đến hết đời sao. Ta hiểu ý của quận chúa, về sau có dịp gặp đạo gia sẽ nhắc một chút, xem hắn có cách gì không. Bớt trên mặt quận chúa là đông quách tiên sinh gieo, đạo gia là đệ tử của đông quách tiên sinh lại ra từ thượng thanh tông, có lẽ hắn có cách hóa giải cho quận chúa. Thương Thục Thanh cười nói, mông bá bá, không cần, như vậy thật sự rất tốt không lẽ mông bá bá hy vọng thanh nhi tìm loại nam nhân trông mặt mà bắt hình rong mắt mông sơn minh tràn đầy hiền từ nhà đầu phải nhớ kỹ chỉ cần tâm chính thì có trông mặt mà bắt hình rong cũng không sao đây là lẽ thường của con người có gì sai hơn nữa có nữ nhân nào không thích đẹp mấy năm nay khổ cho quận chúa nhà đầu ngốc của chúng ta là bảo bối ai được trái tim quận chúa là phúc của người đó tiếc rằng người đời có mắt không trồng thật không biết năm xưa đông qua CSH tiên sinh để lại bớt xấu xí trên mặt quận chúa là giúp hay hại quận chúa. Đại quân cuồn cuộn như chiều từ mấy đường tụ lại vây thành. Trong một đường người ngựa dơ cờ chữ, Ngô đi đâu, mô thiên đáng mặc giáp sáng choang đi dưới cờ. Thủ quân đầu tường nơm nấp lo sợ, Ngô thiên đáng đến ngoài thành diễu võ dương oai, bảo kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng đầu tường phía xa, lớn tiếng la mắng, tướng thủ trên đầu tướng nghe đây, mở cửa đầu hàng ngay. Đầu hàng thì bỏ qua hết chuyện cũ, nếu ngoan cố chống lại đến cùng khi thành phá thì giết không tha lát sau đầu tường thả xuống cái gió thả một người xuống đàm phán một canh giờ sau cổng thành mở rộng tướng thủ cởi giáp mình trần đi ra người trói bằng cành mận gai đến xin tội ngô thiên đã nhận đầu hàng đại quân vào thành chính thức tiếp quản nguyên tòa thành trì bách tính trong thành cực kỳ khủng hoảng sau đó phát hiện lính không nhiễu dân mới yên lòng chuyện tương tự lặp lại ở nam châu thượng sáu quận hoàng cung yến kinh đèn đuốc sáng trưng trong đại điện hùng vĩ một nam nhân mặc hoàng bào tóc hoa dâm bù xù, đi chân trần tới lui. Nam nhân gầm giống, 80 vạn đại quân, 80 vạn đại quân. Mới qua mấy ngày đã thua tan tác, Chu Thủ Hiền, đồ ngu, phụ lòng kỳ vọng cao của quả nhân, người lầm quả nhân, người lầm quả nhân. Trong điện, đại tư không đồng mạch, tổng quản đại nội điền vũ, trung sa phủ lệnh ca miểu thủy cúi gầm mặt, hoặc nét mặt trầm trọng, hoặc buồn bạ, hoặc căng thẳng. Trong một tòa quân doanh, giáp sĩ tới lui tuần tra, không ngừng có kim xí bay lên và đáp xuống các đường tình báo quân lệnh đưa đến và truyền xuống tùy theo người ra vào quân trướng chu thủ hiền đứng trước bản đồ không cởi giáp sắc mặt tiêu tụy đầy lo âu thức trắng mấy ngày vành mắt thâm xanh chu thủ hiền cố gắng muốn cứu vãn thế cục trong nam châu dù gì còn mấy chục vạn người ngựa của lão nhưng phản quân chiếm lĩnh anh dương võ liệt vệ không cho chu thủ hiền cơ hội phân tán tiêu hao nhốt mấy chục vạn người ngựa của chu thủ hiền trong nam châu nhóm lớn bị đánh tan nhóm nhỏ không thể tập kết với nhóm khác, tin tức truyền đến toàn là giết gào xin cầu viện. Chu Thủ Hiền cũng muốn đến cứu nhưng lão lấy gì đi cứu. Phản quân từ đầu tới đuôi tiến công từng bước bóp chặt mệnh môn của Chu Thủ Hiền, thực hành chiến thuật chiến lược tiến công hoàn mỹ, hậu quả là tình hình trước mắt, tan giã 80 vạn đại quân của lão thành năm bè bảy mảng. Lại có tình báo đưa đến, Chu Thủ Hiền nhìn xong lão đảo. Thứ sử định châu tiết khiếu mặt nghiêm nghị ngồi một bên đứng dậy cầm lấy tình báo từ tay Chu Thủ Hiền không tính là tình báo gì, đây là thư tướng lĩnh thân tín của Chu Thủ Hiền trong Nam Châu gửi đến. Hơn 5.000 người bị nhốt trong núi, chim thú bị giật mình bỏ chạy. Vốn có thể đói thì gặm vỏ cây, khát thì uống nước suối, nhưng bị quân địch chặn đường suối chảy làm đổi hướng, chiếm địa hình có lợi nhưng không tấn công. Bên ta cả ngày không có nước uống, sĩ khí sắp tan vỡ, nếu còn không đến cứu thì tướng lĩnh không ép được người bên dưới muốn đầu hàng, đành có lỗi với triều đình. Tiết khiếu hít sâu, trong một ngày lão đã xem hơn 10 lá thư báo nguy giống như vậy. Theo bên cạnh đã lâu, Tiết khiếu đại khái hiểu tại sao Chu Thủ Hiền thua thảm như vậy. Tiết khiếu đặt thư lên bàn, khẽ thở dài, chế định chiến lược ngoan ổn chuẩn bóp chặt chỗ yếu của Chu Huynh chiến thuật tiến công quỷ quyệt, tiến lùi khống chế tiết tấu chiến trường, kiềm chế 80 vạn đại quân của Chu Huynh không có chỗ đánh ra. Phải thừa nhận kỹ xảo tấn công của phản quân cực kỳ cao siêu, một vở diễn hoa lệ khiến người mở rộng tầm mắt thật không ngờ Phượng Lăng Ba có tài năng quân sự như vậy. Chu Thủ Hiền vụt ngẩng đầu rít gào, không lẽ đến bây giờ Tiết Huynh còn cho rằng người chỉ huy phản quân là Phượng Lăng Ba? Tiết Khiếu Kinh ngạc hỏi, thì triều đình truyền tin bảo binh quyền của Thương Chiêu Tông đã bị Phượng Lăng Ba khống chế. Phượng Lăng Ba là đô dốc thống điều chỉ huy người ngựa Nam Châu Hạ Nam quận trong thời gian chiến tranh. Chu Thủ Hiền căm hờn nói, Tiết Huynh, triều đình đã lầm ta. Phượng Lăng Ba bàn cứ quảng nghĩa quận nhiều năm, ta và binh mã của hắn giao tiếp bấy lâu nay chẳng lẽ ta không rõ ràng con người của hắn, năng lực của hắn thế nào? Tiết khiếu hỏi, thương chiêu tông, chu thủ hiền lắc đầu, đau khổ nói, chỉ huy 60 vạn người tác chiến mà vẫn thoải mái tự nhiên, Tiết huynh cảm thấy người lần đầu chỉ huy người ngựa đông như vậy có thể làm được sao? Tiết huynh cảm thấy bên kia có người nào có kinh nghiệm như thế? Phượng lăng ba có không? Thương chiêu tông có không? Óc tiết khiếu lóe tia sáng, hút không khí lạnh, mông sơn minh, Chu thủ Hiền rộng hai đấm xuống bàn, cúi đầu khóc nấc, "Nếu sớm biết là Mông Sơn Minh thì ta đã không bài binh bố trận như vậy, đã không thua thảm thế này." Tình báo của triều đình sai lầm, hại ta rồi." Tiết Khiếu lặng im, hơi cau mày không đồng ý, nhưng Chu thủ Hiền đã ở trạng thái này có nói nhiều hơn cũng vô nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Chu thủ Hiền nằm sấp trên bàn trong quân trướng giật mình tỉnh khỏi ác mộng, bị tiếng ồn ào ngoài lều đánh thức. Chu thủ Hiền đứng dậy nhúc nhích thân thể tê dại cứng ngắc, bước nhanh đi ra vén vải mành lên thấy những khuôn mặt xa lạ ngoài lều không thấy bóng dáng ba ngàn quân cận vệ của mình đi đã đổi đám người khác chu thủ hiền quát hỏi chuyện gì xảy ra không ai trả lời chốc lát sau tiết khiếu dẫn một đám người đến trưởng môn chân linh viện kim vô quang trưởng môn phi hoa các tào ngọc nhi cũng có mặt hai vị trưởng môn ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn chu thủ hiền tiết khiếu đứng trước mặt chu thủ hiền yên lặng nhìn nhau chu thủ hiền như nhận ra được gì cười thảm hỏi tiết huynh có phải triều đình đưa ý chỉ đến tiết khiếu mím môi chậm rãi nói bệ hạ có chỉ áp giải chu huynh đi kinh thành việc trong tay chu huynh giao lại tiết mỗ làm thay chu thủ hiền nhìn kim vô quang tào ngọc nhi xem sắc mặt của hai người là đoán được muốn bỏ lại lão chu thủ hiền hỏi hai vị trưởng môn có thể qua kia nói chuyện chút không hai người liếc nhau nghiêng đầu nhìn tiết khiếu thấy tiết khiếu không phản đối mới nhẹ gật đầu ba người lần lượt vào lều manh thả xuống chu thủ hiền chắp tay vái hai người chu mỗ vô năng liên lụy chân linh viện và phi hoa các. Tào Ngọc Nhi cười khổ nói, việc đã đến nước này không đường cứu vãn, đại nhân đừng tự trách, đã trôi qua. Mong đại nhân thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta, không thể bảo vệ cho đại nhân được nữa. Chu Thủ Hiền rất hiểu đã đến tình trạng này thì hai phái không thể nào vì giúp lão trốn thoát giam giữ mà chống lại triều đình, dẫn lão chạy đi, họ chỉ có thể buông bỏ lão. Chu Thủ Hiền lại chắp tay nói, nếu được thì hy vọng hai vị nghĩ tình quen biết nhiều năm tiện tay chăm sóc người nhà gái trẻ của Chu Mỗ, Kim vô quang nói, bây giờ chưa đến lúc đó, đại nhân rất được niềm tin của bệ hạ, không chừng có đường cứu vãn. chương 614, tự tuấn 2, Chu thủ hiền lắc đầu thở dài, không sống nổi, việc này phải có người gánh tội thay, sau khi thẩm tra thì ta chỉ có con đường chết. Hai vị chờ chút, Chu thủ hiền đến bên bàn cầm bút viết thư, ký tên, sau đó trở lại trước mặt hai người, làm phiền hai vị đưa dùm cho tiết đại nhân ở bên ngoài báo cho triều đình. Hai người mở giấy ra xem, cùng mặt biến sắc. Tào Ngọc Nhi sốt ruột nói, Chu đại nhân, không đến mức như vậy. Chu Thủ Hiền xua tay, bị áp giải đi kinh thành thẩm vấn thì khó tránh buộc tội, ta chết chắc còn liên lụy trong nhà. Chiến thai tự tuấn còn được tiếng trung thành, triều đình không đến mức liên lụy người nhà của ta, nếu không sẽ khiến tướng sĩ lạnh lòng. Dù sao phải chết, hai vị trưởng môn đừng khuyên nữa, hãy bảo trọng. Chu Thủ Hiền vươn tay làm động tác mời. Kim vô quang, Tào Ngọc Nhi không biết làm sao hơn, họ hiểu lựa chọn của Chu Thủ Hiền mới là sáng suốt hai người mang thư xin tội của chu thủ hiền vén mảnh lên, sau lưng đã vang tiếng keng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kim Vô Quang và Tào Ngọc Nhi ngoái đầu nhìn, Tiết Khiếu đứng ngoài lều nương mảnh vén lên thấy động tác của Chu Thủ Hiền, mặt biến sắc vươn tay hét to, "Chu huynh." Chu Thủ Hiền mỉm cười quyết tuyệt, lưỡi kiếm xẹt qua cổ, suối máu phun ra. Nhà ở rừng sâu núi thẳm, cây cối um tùm, dãy vực thẳm đón mặt trời mọc. Dưới một gốc cây tùng già treo đu dây, quản phương nghi ngồi đung đưa, váy bay bay nhả nhã như hữu đạo khoanh chân đả tọa đón ánh mặt trời gần đó công tôn bố bay lên núi từ xa kêu lên đạo ra như hữu đạo nghe tiếng thu công từ từ mở hai mắt ra đứng lên công tôn bố lại gần bẩm báo chiến sự nam châu đã gần kết thúc nếu không có gì bất ngờ thì nam châu chắc chắn rơi vào tay thiên ngọc môn như hữu đạo hơi lắc đầu cảm khái còn tưởng sẽ đánh lâu chút không ngờ chấm dứt mau vậy xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch báo cho bên hầu tử hành động đi công tôn bố lên tiếng nhẹ nhàng xuống núi, gió. Quản phương nghi gác chân ngồi trên đu dây đung đưa mạnh thuận thế bay xuống cạnh Nhiêu Hữu Đạo, hỏi, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Nhiêu Hữu Đạo nói, có vài thứ không cần hỏi, có hỏi ta cũng không nói, khi nên biết bà sẽ biết. Người bên bà đừng xảy ra vấn đề là được. Quản phương nghi chừng Nhiêu Hữu Đạo một cái, tức giận nói, yên tâm, Trần Bá tự mình dẫn người đi, sẽ nghe theo tên mặt đỏ của ngươi chỉ huy. Kim Châu, một chiếc xe ngựa, hơn 10 tùy tùng ăn mặc không bắt mắt ra từ cửa thành đông trong xe ngựa tiêu thiên trấn đã cao hơn nhiều mặt hồng hào hơn có vẻ chính chắn hẳn ra nhưng mặt mày tiêu thiên trấn ngẫu nhiên lộ nét tối tăm thỉnh thoảng liếc hướng viên cương cùng ngồi trong xe viên cương nhắm mắt dưỡng thần mặt không biểu tình biết tiêu thiên trấn đang đánh giá mình vì biết quan hệ giữa viên cương và hải như nguyệt nên Nhiêu hữu đạo kêu hắn ta đến bên hải như nguyệt kết quả đến bên này làm viên cương hơi bất ngờ tiêu thiên trấn nhiều lần ám chỉ muốn hai người tiếp xúc âm thầm lúc trước viên cương không để ý tới nhưng lần này nhận tin tức của Ngưu Hữu Đạo nên đồng ý cùng Tiêu Thiên Trấn đi săn bắn. Đoàn người ra khỏi thành mấy chục dặm đi vào mảnh núi rừng, xe ngựa không tiện đi tiếp, người trên xe đi xuống. Tiêu Thiên Trấn, viên cương leo lên ngựa, cõng cung tên vào núi minh mông. Viên cương cõng cung tên nhưng không định săn bắn. Tiêu Thiên Trấn kéo mấy tiếng dây cung bắn ra vài phát, chỉ bắn trúng một con thỏ. Tạm không bàn tên pháp của Tiêu Thiên Trấn thế nào, so với năm xưa kéo thân bệnh không thể vạn động mạnh thì bây giờ y đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ bắn trúng một con thỏ nhưng tiêu thiên chấn rất hào hứng nhờ viên cương lột ra rửa dùm y thì nhặt củi khổ đốt lửa trên ngọn núi nhỏ viên cương cầm con thỏ đã rửa sạch trở về từ khe suối tiêu thiên chấn ra hiệu hơ lửa nướng thỏ viên cương ngồi bên đống lửa nướng thỏ liếc mắt bốn phía phát hiện hộ vệ đi cùng đã bị tiêu thiên chấn đuổi ra xa chút canh giữ quanh núi nhỏ không biết tiểu tử tiêu thiên chấn hẹn viên cương đi ra gặp mặt muốn làm gì viên cương liếc hướng tiêu thiên chấn phát hiện y cũng nhìn mình ánh mắt đầy ẩn ý Viên cương hỏi, thứ sử có chuyện gì không? Tiêu thiên trấn nói, thứ sử. Viên đại ca cảm thấy ta có tư cách làm thứ sử Kim Châu sao? Viên cương không hiểu ý tiêu thiên trấn chẳng lẽ công tử không phải thứ sử Kim Châu? Tiêu thiên trấn không hề e dè nói, ta chỉ là con rối trên danh nghĩa, người thật sự nắm quyền lớn Kim Châu là mẫu thân của ta. Viên cương chốt câu, tóm lại là nằm trong tay mẫu tử các người. Tiêu Thiên Trấn thản nhiên nói, ta đã trưởng thành, lẽ ra nên tiếp trưởng sự vật quân chính, nhưng mẫu thân không chịu giao quyền lại có lẽ vì có người không hy vọng ta cầm quyền đề tài dần mẫn cảm viên cương không ngờ tiêu thiên trấn sẽ nói lời như thế với người ngoài chân mày viên cương co giật lật con thỏ sang mặt khác nói ai không hy vọng công tử cầm quyền mắt tiêu thiên trấn lóe tia tối tăm trong óc hiện ra các cảnh khó xem giữa trưởng lão vạn động thiên phủ lê vô hỏa và hải như nguyệt tiêu thiên trấn hít sâu rời đề tài nghe nói dòng bình quận vương đã phát động tấn công nam châu Đế công mãnh liệt, nắm chắc bắt lấy Nam Châu rồi. Viên cương nhìn Tiêu Thiên Trấn, không hiểu y có ý gì. Tiêu Thiên Trấn nói, nếu môn phái tu hành có sức khống chế quá mạnh với thế tục thì dù là người tỏa trấn ở Nam Châu hoặc Kim Châu đều khó sống, nếu hai bên hợp tác sẽ rất có triển vọng. Theo ta được biết nhiều hữu đạo có ảnh hưởng không nhỏ đến Thương Chiêu Tông, luôn phân ưu cho Thương Chiêu Tông. Mong viên đại ca hỗ trợ gửi một câu đến Nhiêu Hữu Đạo, hy vọng được gặp mặt một lần nói chuyện. Viên Cương đã hiểu ý của Tiêu Thiên Trấn, y bị bó tay bó chân trong kim châu hy vọng nhờ sức mạnh bên ngoài giành quyền viên cương đồng ý được viên cương rút tam hống đao từ sau lưng ra lật đao rỗi tay gác đao lên cổ tiêu thiên trấn tiêu thiên trấn ngây người lắp bắp ngươi ngươi muốn làm gì viên cương dùng lưỡi đao nâng cầm tiêu thiên trấn lên hai người đứng dậy một hộ vệ dưới núi phát hiện lắc người lao đến quát to to gan viên cương thuận tay ném thỏ nướng đi kéo tiêu thiên trấn lại gần giơ tay chặt vào cổ y Tiêu Thiên chấn trợn trắng mắt xỉu, chỉ dây lát viên cương đã bắt cóc con tin, lưỡi đao gác ngang cổ y. Sự bình tĩnh lạnh lùng của viên cương làm tu sĩ súm lại gần ném chuột sợ vỡ đồ. Một tu sĩ quát mắng, thả công tử ra ngay, dám tổn thương một cọng tóc của công tử sẽ cho người chết không có chỗ chôn Đám tu sĩ giật mình, vì trong núi rừng phương xa có một đám tu sĩ che mặt nhảy ra rằng co với họ. Viên cương lạnh lùng quát, tránh ra, viên cương cầm con tin, phản ứng nhanh nhẹn tùy thời cảnh giác bốn phía đánh bất ngờ nên tu sĩ vạn động thiên phủ không dám hành động lỗ mãng. Bọn họ không có quyền quyết định sự sống chết của tiêu thiên chấn, trong tình huống trên cổ y gác giao bộc họ phải nhường một con đường. Viên cương chạm mặt với nhóm tu sĩ bịt mặt, nhanh chóng ném tiêu thiên chấn cho một người rồi cả đám bắt cóc nhanh chóng rút vào sâu trong rừng. Tu sĩ vận động thiên phủ rượt theo, trong lúc đuổi bắt có kim sĩ bay nhanh hướng Kim Châu báo tin. Kim SC bay qua núi sông đến bên trên phủ thành Kim Châu, bay vào phủ thứ sử. Chốc lát sau phủ thứ sử rối ren, một đám tu sĩ lấy trưởng lão vận động thiên phủ Lê Vô Hoa dẫn đầu bay nhanh ra phủ. Bọn họ bất chế kinh thế hãi thúc nhanh chóng lên xuống nóc nhà dân, lao nhanh ra khỏi thành. Đám người này rời đi không lâu sau một phong thư được đưa vào phủ thứ sử. Phong thư nhanh chóng được đưa vào tay Hải Như Nguyệt vẫn xinh đẹp quyến rũ. Vẻ mặt Hải Như Nguyệt đầy dầu lo đang điều động các đường người ngựa chuẩn bị phong tỏa những con đường hiểm yếu phối hợp cứu nhi tử, không có tâm tình xem thư. Hải Như Nguyệt phất tay nói với quản gia Chu Thuận, để một bên đi chương 615, bắt cóc, Hải Như Nguyệt rất tức giận, viên cương dám lợi dụng bà bắt cóc nhi tử của bà, nếu không thì người bình thường không thể đến gần nhi tử chứ đừng nói bắt cóc, giờ bị người dễ dàng công phá từ bên trong. Vẻ mặt chu thuận dầu lo dơ ra chữ viết trên phong thư, phu nhân nên đọc đi. Hải Như Nguyệt nhìn kỹ, trên phong thư viết hai hàng chữ, công tử khỏe, gửi trưởng công chúa. Giây sau Hải Như Nguyệt chụp thư, nhanh chóng rút lá thư ở bên trong ra. Thư viết mấy hàng chữ, vừa gặp công tử như quen đã lâu, rất nhớ nên mời đi gặp một lúc, hôm khác sẽ đưa về bình an. Đừng làm rầm rộ, đừng để nhiều người biết, đừng tổn thương hòa khí. Ký tên Cố Y Thư, đệ tử Quỷ Y, Minh Tiên sinh kính bái. Hải Như Nguyệt xem cái tên này thì như gặp xét đánh, sắc mặt khoảnh khắc nhợt nhạt, lảo đảo lùi mấy bước, liên tưởng đến phương thuốc điều dưỡng Minh Tiên sinh để lại. Lúc trước đọc phương thuốc điều dưỡng đó làm Hải Như Nguyệt hết hồn, nàng còn nhớ rõ tình hình khi hàn băng của băng tuyết các giá đáo. Mấy năm trôi qua, chuyện đó luôn treo trong lòng Hải Như Nguyệt nhưng mãi không thấy có việc gì, bà hy vọng mãi luôn yên ổn như vậy. Ai ngờ sợ cái gì đến cái đó, kiếm treo trên đỉnh đầu cuối cùng vẫn rơi xuống. Hải Như Nguyệt bình ổn tâm thần, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà giết qua kẽ răng, như hữu đạo. Đồ khốn, tồi tệ vô sỉ, tiểu nhân, việc đến hiện giờ nếu Hải Như Nguyệt vẫn không biết người đứng sau lưng đệ tử quỷ y năm xưa là ai thì thất ngốc. Năm đó Hải Như Nguyệt nghi ngờ như hữu đạo bất đắc dĩ hắn chết không thừa nhận, bà không có chứng cứ, không dám làm lớn chuyện nên sống chết mặc bay. Giờ thuộc hạ thân tín của Ngưu Hữu Đạo là viên cương bắt cóc nhi tử của bà, ngay sau đó đệ tử quỷ y gửi thư đến, nếu chuyện này không phải do Ngưu Hữu Đạo làm mới lạ. Biểu tình Chu Thuận nghiêm túc nói, phu nhân, tại sao Ngưu Hữu Đạo bắt cóc công tử? Quản gia không quá bất ngờ khi biết chuyện này do Ngưu Hữu Đạo làm, vì viên cương bắt cóc tiêu thiên chấn. Nhưng Chu Thuận không biết đằng sau chuyện này còn liên quan đến nhiều việc lớn, chỉ có một mình Hải Như Nguyệt biết xích dương chu quả trị bệnh. Hải Như Nguyệt không trả lời chu thuận, bà làm theo cảnh cáo trong thư đè xuống sóng gió to vốn nổi lên cao. Trong rừng núi mênh mông, quần anh vút bay, đám người viên cương trốn nhanh trong rừng, tu sĩ vận động thiên phủ đuổi theo gắt gao phía sau. Tiêu thiên trấn rơi vào tay đối phương làm vận động thiên phủ ném chuột sợ vỡ đồ không dám lỗ máng, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc đối phương dễ dàng chạy mất. Rừng núi phía trước vẫn lượn lờ sương mù mông lung khi đến gần sương mù đám người viên cương đang chạy nhanh chóng móc ra một miếng lá nhỏ xanh biếc ngậm trong miệng, cũng nhét một mảnh lá vào miệng tiêu thiên chấn hôn mê. Loại lá này là vật ở chỗ nhóm mông sơn minh dành nơi ẩn cư, người trong thôn đặt tên là Thanh Tâm. Hướng đám người viên cương đi là thôn trang ẩn khuất trong núi Minh Mông. Từ lúc bắt si có tiêu thiên chấn đến chạy trốn như thế nào đều đã được lên kế hoạch hết. Đám người nhanh chóng nhảy vào dãy núi mơ hồ, trong nhóm tu sĩ đuổi theo có người dồn dập hét lên, đất có khí độc. Đám tu sĩ vận động thiên phủ đáp xuống đất ngay, dừng bước bên ngoài sương khói mờ hồ không dám vào sâu hơn, chờ mắt nhìn đám bắt cóc viên cương biến mất sâu trong sương mờ. Tu sĩ ở trong Kim Châu đều biết nơi này có tên đất khí độc, dựng dục ra chướng khí ghê gớm hơn chướng khí bình thường, giết người trong vô hình, không ai dám tự tiện xông vào. Chẳng ngờ đám bắt cóc này dám trốn vào, là vì không biết hay không sợ. Tóm lại đám tu sĩ vận động thiên phủ chỉ có thể đứng được mặt dương mắt ngó nhau. Bọn họ không vội rời đi tản ra bao vây vùng ngoài trướng khí, phòng ngừa đám bắt si có từ vị trí khác chạy ra. Chưa đến nửa canh giờ Lê Vô Hoa dẫn theo mấy chục người nhanh chóng đến tiếp viện. Lê Vô Hoa thấy vậy quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Công tử đâu? Có người bẩm báo, sư thúc, công tử bị bắt vào đất khí độc rồi. Lê Vô Hoa biết tình huống cụ thể, đi tới đi lui xem xét vùng ngoài đất khí độc mãi không thấy dấu hiệu kẻ bắt cóc trở ra, đành oán hận dẫn người rời đi. Trong rừng sâu cách chỗ này không quá xa, đệ tử ba phá nhóm ô thiếu hoan vẫn đang lặng lẽ ẩn giấu dù không ai biết mình đến đây để làm gì thật ra là nghiêu hữu đạo sợ bên viên cương không xuôn sẻ lỡ sự việc không thuận lợi phải đánh giết vì ổn thỏa cần chuẩn bị chút người giúp đỡ trước mắt mọi chuyện khá thuận lợi viên cương không phát ra tin tức cần bọn họ tiếp viện ngay không cần đánh giết viên cương làm vụ này cũng không ngờ xuôn sẻ như thế cứ tưởng phải mất công rất nhiều mới đưa người ra khỏi phủ thứ xử được ai biết chẳng mất công sức gì tiêu thiên chấn tự sáng tạo cơ hội nhảy vào tay viên cương. Đoàn người vận động thiên phủ quay về phủ thành Kim Châu, dọc đường không thấy có gì khác lạ khiến Lê Vô Hoa thấy kỳ kỳ, đi thẳng đến phủ thứ sử. Lê Vô Hoa trở về, vừa thấy mặt hải như Nguyệt đi loanh quanh trong nhà vội lại gần hỏi dồn trưởng lão, có cứu thiên chấn về được không? Dù hải như Nguyệt biết bên nghiêu hữu đạo giám bắt cóc tất nhiên đã chuẩn bị hết, nhưng vẫn ôm hy vọng Lê Vô Hoa tự mình đi thì sẽ có thu hoạch gì. Chu Thuận mặt đầy mong đợi nhìn Lê Vô Hoa, lão đã qua ba đời nhà tiêu gia, ủy thác dòng độc đinh duy nhất trong dòng họ cho lão, nên lão lo lắng tiêu thiên trấn không thua gì hải như nguyệt. Lê Vô Hoa nói, không, khi ta chạy đến nơi thì đối phương đã kèm công tử trốn vào đất khí độc. Hải như nguyệt hét chói tai, đất khí độc, biết nhi tử vào nơi giết người trong vô hình đó làm ra đầu hải như nguyệt tê dại, căng thẳng hỏi thiên trấn chịu nổi không? Có bị gì không? Lê Vô Hoa nói, đối phương bắt cóc công tử tất nhiên có mưu đồ gì, trước khi chưa đạt tới mục đích sẽ không làm gì chắc không sao đâu ngược lại bên phu nhân chẳng phải nên tiệu tập người đặt chướng ngại ở các nơi sao tại sao trên đường về không thấy điều động ai lê vô hoa vừa nói vừa đi lên ghế trên từ từ xoay người ngồi xuống nhìn chằm chằm nét mặt hải như nguyệt hải như nguyệt cố gắng bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì như trưởng lão đã nói ta cũng cho rằng đối phương bắt cóc thiên chấn tất nhiên có mưu đồ gì tạm thời chắc sẽ không hại thiên chấn ta sợ ép quá khiến đối phương cháu cùng rứt dậu tổn thương thiên chấn. Giải thích hơi gượng ép, mí mắt Chu Thuận rũ xuống. Chu Thuận biết rõ nhất biến đổi của Hải Như Nguyệt, sau khi nhận phong thư kia bà liền ngừng hành động, chắc chắn có liên quan đến phong thư đó. Lê Vô Hoa lạnh lùng nhìn Hải Như Nguyệt, phất tay với Chu Thuận, ngươi lui xuống trước. Chu Thuận liếc Hải Như Nguyệt một cái, thấy nàng nhẹ gật đầu thế là nghe lời cung kính lui xuống. Lê Vô Hoa đứng dậy chậm rãi đến gần Hải Như Nguyệt, áp sát quá làm bà bản năng lùi một bước. Lê vô hoa siết cằm non mịn của Hải Như Nguyệt, phu nhân có chuyện giấu ta. Hai tay Hải Như Nguyệt bấu tay Lê vô hoa, quyến luyến ngọt ngào nói, ta làm sao giấu chẳng cái gì được. Lê vô hoa hất hai tay Hải Như Nguyệt ra, xòe tay đòi, bớt dở trò đó đi, thư đâu. Tim Hải Như Nguyệt rất cái bịch hỏi lại, thư gì. Mặt Lê vô hoa giữ tận nạt, bớt giả ngu với ta đi. Ta vừa đi ra liền có người đưa thư đến cho nàng, mau lấy ra. Lê Vô Hoa vừa trở về đã được đệ tử vận động thiên phủ canh giữ trong phủ báo cho hay về phong thư. Hải như nguyệt tim đập chân run bị buộc lùi từng bước, Lê Vô Hoa bỗng vươn tay bóp cổ bà. Làm chuyện lén lút sau lưng vận động thiên phủ, có phải nàng đã chán sống? Lê Vô Hoa nhấc tay lên, hải như nguyệt đá đạp hai chân cách ly mặt đất, hai tay đập bàn tay bóp cổ mình, mắt trợn to mặt đỏ dần. Hải như nguyệt hấp hối treo trên tay Lê Vô Hoa khó khăn gật đầu tỏ vẻ đồng ý đưa thư chương 616, hắn muốn làm gì? Lê vô hoa nhẹ buông tay, hải như nguyệt rớt xuống, hai chân chạm đất ngồi bệch xuống. Hải như nguyệt ôm cổ liên tục ho khan, một lúc lâu sau mới hít thở đều đều, sợ hãi ngước nhìn Lê vô hoa. Lê vô hoa phất phạt áo trường bào ngồi xổm trước mặt hải như nguyệt, gặn hỏi thư đâu? Hải như nguyệt lắc đầu nói, đọc thư xong đã đốt. Lê vô hoa tức giận siết cầm hải như nguyệt. Hải như nguyệt ú ớ vội phân bua, thật sự đốt, xem xong đốt ngay. Lê Vô Hoa hỏi thư của ai? Hải Như Nguyệt ấp úng nói, Như Hữu Đạo. Lê Vô Hoa thả cầm Hải Như Nguyệt ra, nghi hoặc hỏi, Như Hữu Đạo. Hải Như Nguyệt bị Lê Vô Hoa bóp đau đến dớm lệ. Giờ phút này óc bà lóe tia sáng, dường như đã hiểu tại sao Như Hữu Đạo bắt cóc Nhi Tử. Nếu Như Hữu Đạo không bắt cóc thì hai mẫu tử đừng mơ sống. Như Hữu Đạo ngang nhiên bắt người tỏ rõ không định giấu giếm Vận Động Thiên phủ nữa. Hải Như Nguyệt đã hiểu khúc chiết trong đó, vội nói, là Như Hữu Đạo gửi thư đến chính là hắn bắt cóc thiên chấn. Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi, tên đó bắt cóc nhi tử của nàng làm gì? Hải Như Nguyệt nói, hắn muốn uy hiếp ta làm chuyện gì? Lê Vô Hoa cười khẩy nói, buồn cười, hắn muốn uy hiếp liền uy hiếp sao? Tưởng lấy tiêu thiên chấn làm con tin là muốn làm gì cũng được. Hải Như Nguyệt hiểu ý của Lê Vô Hoa, một khi uy hiếp đến ích lợi của vận động thiên phủ thì rất có thể tiêu thiên chấn sẽ bị hy sinh. Hải Như Nguyệt ấp úng cuối cùng cắn môi khai thật, lúc trước đệ tử quỷ Y Minh Tiên sinh trị bệnh cho thiên chấn là do Ngưu Hữu Đạo phái đến, hắn cố ý giấu giếm. Lê Vô Hoa ngạc nhiên, bần thần hỏi, trị bệnh là chuyện tốt, chúng ta ghi nhớ nhân tình của hắn, cớ gì che giấu. Hải Như Nguyệt kể ra ngọn nguồn, ban đầu ta cũng không biết, sau này mới biết không phải đệ tử quỷ Y gì. Thuốc trị bệnh cho thiên chấn chắc là xích dương chu quả trộm từ băng tuyết cát. Con người Lê Vô Hoa nở to, giờ mới nhận ra đã chọc phải rắc rối lớn dám trộm đồ của tuyết bà bà. Vận động thiên phủ chỉ là con kiến trong mắt tuyết bà bà, nói một câu là hoàn toàn xóa sổ vận động thiên phủ khỏi giới tu hành. Lê Vô Hoa chợt đứng dậy bước đi, ý nghĩ đầu tiên là giết tiêu thiên trấn diệt khẩu, miễn y biến mất trên cõi đời thì chết không đối chứng. Lê Vô Hoa đi tới cửa chợt ngừng lại, chợt hiểu không thể diệt khẩu, người ta đã đề phòng vận động thiên phủ từ trước cướp mất đối tượng diệt khẩu rồi. Hải Như Nguyệt vừa bò dậy Lê Vô Hoa lắc người lại gần tát một cái rõ to. Hải như nguyệt té xuống đất miệng mũi chảy máu, đầu lắc lư, bị đánh ngây người. Lê vô hoa tiến lên một bước tú ngược áo hải như nguyệt còn đang ngu ngơ kéo dậy, lạnh lùng nói tiện nhân. Tại sao hôm nay mới nói ra? Sao không nói sớm hơn? Nói, tại sao không nói sớm hả? Hải như nguyệt tỉnh hồn lại, khóe môi chảy máu cười thảm. Nói sớm, lúc trước bà có thể nói sao? Nếu nói ra e rằng vận động thiên phủ đã diệt khẩu hai mẫu tử ngay. Lê vô hoa sô đẩy hải như nguyệt, gầm giống, sao ngươi không nói gì. Lê vô hoa tỏa trấn chỗ này, để xảy ra chuyện như vậy làm sao ăn nói với sư môn của mình. Bây giờ không đơn giản là nói hay không, sơ sẩy một cái sẽ bị diệt môn. Hải như Nguyệt Sầu thảm nói, hắn không dám tùy ý lộ ra, nếu không đã chẳng chờ đến hôm nay, hắn cũng khó sống yên. Lê vô hoa lạnh lùng nói, hắn làm như vậy chắc muốn cái gì. Như hiểu đạo định làm gì, muốn gì, trong thư có viết gì cho nàng không. Hải Như Nguyệt lắc đầu nói, không nói gì, trong thư chỉ ghi là đừng làm lớn chuyện. Lê Vô Hoa tức giận quát, nàng còn dám giấu ta. Nếu hắn không có yêu cầu gì thì cần chi làm loại việc này. Hải Như Nguyệt thê lương phân bua, trong thư của hắn thật sự không nói gì. Lúc trước Hải Như Nguyệt không rõ ý đồ của Ngưu Hiếu Đạo nên hủy thư, không đưa cho đối phương xem xét chứng minh, giờ thấy Lê Vô Hoa nổi giận động sát khí thì bà đột nhiên nhào qua giang hai tay ôm chặt ông, hôn tới tấp vào mặt, bi thương nói vô hoa chàng đã nói chàng là trời của ta miễn có chàng ở thì ta sẽ không gặp chuyện gì hoàng cung tề quốc quần thần đã trầu chiều sớm giải tán ra cửa cung anh vương hạo chân lên một chiếc xe ngựa rời đi hạo chân về phủ anh vương xuống xe ngựa vào nhà chợt nghe tiếng ngọc va chạm quen thuộc vương phi thiệu liễu nhi mặc áo hoa gấm trang điểm quý khí đoan trang ninh đón mặt mày đẹp như tranh cười yêu kiều nửa khom người hành lễ vương ra đã về hạo chân mỉm cười nâng cánh tay thiệu liễu nhi hai người cùng vào phủ. Từ sau khi thiệu liễu nhi gả vào phủ anh vương, mỗi lần hạo chân trầu chiều sớm thì mặc kệ sắc trời sớm cỡ nào nàng sẽ tự mình đưa trượng phu tới cửa. Không cần biết hạo chân về trễ bao lâu thiệu liễu nhi sẽ ở cửa nghinh tiếp. Thiệu liễu nhi cùng hạo chân về thư phòng, tự tay cởi áo khoác cho trượng phu, nàng không hỏi han gì mà khom người rời đi. Hạo chân bước tới cửa phòng nhìn bóng dáng hiểu điệu đi xa, hơi hít mắt lại. Tổng quản thái giám cửu, đại khâu môn Sa bất trì, huyền binh tông tạ long phi, thiên hỏa giáo cao tiệm hậu cùng nhau đến bên cạnh hạo chân. Bốn người nhìn phản ứng của hạo chân, cùng nhìn theo tầm mắt thấy vương phi rời đi. Hạo chân bỗng hỏi, vương phi đối xử thế nào với hai vị vương tử? Một cửu hơi khom người nói, xem trước mắt thì như ruột thịt của mình, dốc lòng chăm sóc. Ngược lại hai vị tiểu vương ra không muốn nhận vương phi làm vương phi chịu nhiều uất ức. Hạo chân không nói gì, xoay người vào thư phòng, mấy người theo đuôi đi vào, đợi hạo chân ngồi xuống sau bàn cao tiệm hậu hỏi, hôm nay trên triều đình có chuyện gì không hạo chân nói cũng không có gì từ đầu tới đuôi cơ hồ thảo luận về nam châu của yến quốc mấy người nhìn nhau tạ long phi kinh ngạc hỏi thương chiêu tông bắt lấy nam châu đã là kết cục việc này có gì cần thảo luận hạo chân nói ra chút biên cố điệp báo bên nam châu truyền tin về nói thiên ngọc môn đang cách ly chia nhỏ người dưới tay thương chiêu tông xem các loại dấu hiệu có lẽ thiên ngọc môn đã khống chế thương chiêu tông tám chín phần 10 sẽ cướp binh quyền của thương chiêu tông, có lẽ nâng đỡ phượng lăng ba. Mấy người lặng im, xa bất trì ngẫm nghĩ, từ tốn nói thiên ngọc môn làm như vậy không khó hiểu, thực lực của họ có hạn, để thương chiêu tông đầy giã tâm tỏa trấn Nam Châu thì không phù hợp tình cảnh, ích lợi của họ, lo dẫn đến tai họa ngầm. Hạo chân gật đầu nói, kết quả phân tích trên triều đình cũng nói như vậy. Sau đó Hạo chân bật cười lắc đầu nói, nếu như hữu đạo kiên quyết đứng bên thương chiêu tông thì thiên ngọc môn chưa chắc được như ý, mấy người nhìn nhau không tìm được đáp án từ đối phương xa bất trí nghi hoặc hỏi thiên ngọc môn dám nuốt nam châu tất nhiên được ba phái tiêu giao cung ủng hộ không nói cái khác một mình nghiêu hữu đạo có thể đối kháng nguyên thiên ngọc môn sao bản thân nghiêu hữu đạo còn phải xem sắc mặt của thiên ngọc môn dựa vào thiên ngọc môn mới đứng vững được không thì đã sớm bị người giết hạo chân lắc đầu nói các ngươi quá coi thường hắn người này mưu tính sâu xa sớm để lại hậu chiêu thiên ngọc môn muốn đụng vào hắn không dễ vậy trong tay hắn cầm thứ có thể kiềm chế thiên ngọc môn, chẳng qua hắn giỏi nhẫn nhịn không để người khác biệt. Mấy người kinh ngạc, cao tiệm hậu hỏi dồn trên tay hắn có cái gì kiềm chế thiên ngọc môn được. Nếu không để người ngoài biết thì tại sao vương ra biết? Hạo chân phất tay nói, không phải không cho các người biết mà là không thể nói ra, có vài thứ biết chưa chắc là chuyện tốt. Đại doanh chú địa của kiêu kỳ quân tại Kinh Thành, sau khi tan chiều hô Diên vô hận không về nhà mà đến thẳng quân doanh. Cha hổ đi theo bên hô diên vô hận vào lều trung quân. Hai tướng lĩnh ở trong lều đang đứng chỉ trò trước tấm bản đồ, hình như bản bạc chuyện gì. Hai người nghe bên ngoài hô lên, thượng tướng quân đến thì ngoái nhìn lại. Hai tướng lĩnh nhanh chóng đứng thành hàng ôm quyền nói, tướng quân. chương 617, quận chúa, ta đã già. Hô Diên vô hận khẽ ừ, đến trước bản đồ, mắt nhìn bản đồ Nam Châu Yến Quốc cố ý treo ở đây. Trên bản đồ đánh dấu đầy tình hình diễn biến quân địch ta. Hồ Diên vô hận hỏi, đã đánh dấu xong chưa? Một tướng lĩnh nói, theo tình báo siêu tập từ Nam Châu đã biểu thị tình hình chiến đấu từ đầu tới đuôi rồi, dù có khác biệt cũng chỉ khác đôi chút. Lúc trước Hồ Diên vô hận đã dặn phải làm chuyện này. Đối với người khác có lẽ trận chiến Nam Châu Yến Quốc chỉ là một trận thắng thua, một cuộc tranh giành ích lợi, nhưng trong mắt tướng lĩnh dẫn quân tác chiến thì khác. 60 vạn người đấu với 80 vạn người ngựa, người sau có hậu cần sung túc cung cấp vậy mà tan vỡ toàn tuyến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Chiến cuộc chấm dứt quá nhanh, Hồ Diên vô hận tin không chỉ có bản thân giật mình, tướng lĩnh các nước đều hết hồn. Miễn có điều kiện thì ai đều chú ý chặt chẽ trận chiến này, tìm đủ cách thu thập tình huống trận chiến để lần mò rõ diễn biến thật trong đó. Hồ Diên vô hận nhìn lướt qua bản đồ, hỏi các người thấy trận chiến này thế nào. Một vị tướng đáp, chưa từng thấy bao giờ, chưa gặp trận chiến mẫu nào giống vậy. Mục đích không phải tiêu diệt quân địch, giảm bớt hao tổn dân sinh cho Nam Châu rất nhiều, chỉ một điểm này đã là công đức lớn. Đây là trận chiến kiềm chế cực kỳ cao siêu, dùng cách kiềm chế tan giã quân địch, chỉ dùng 140 vạn người bám giữ, phức tạp mà không loạn. Nếu không có tài chỉ huy dày dạn thì tùy thời làm trạch đường, trận chiến này rất kinh điên, có thể làm điển phạm học tập. Chúng ta kết luận rằng không phải Phượng Lăng Ba làm, Hồ Diên vô hận quét tới quét lui bản đồ, chậm rãi nói chắc do Mông Sơn Minh làm. Hai tiếng lướt nhau, bọn họ tính toán tình hình chiến đấu thật lâu mới ra kết luận, không ngờ bị Thượng tướng quân một câu nói toạc ra hồ diên vô hận lấy tình báo đã chỉnh sửa từ tay tướng lĩnh giơ tay ra hiệu chờ hai tướng ra khỏi lều mới đi tới đi lui trước bản đồ lật xem tất cả tình hình chiến đấu thỉnh thoảng ngước đầu nhìn dấu hiệu binh lực tiến lên trên bản đồ cha hổ yên lặng đứng bên cạnh cũng xem bản đồ nhưng vì không giỏi về mặt này trạng thái địch ta trên bản đồ quá phức tạp nhìn nhức cả đầu thế là quay sang nhìn chỗ khác hồ diên vô hận xem xong tình báo trên tay thì đứng yên trước bản đồ nhìn thật lâu suốt hai canh giờ Bên ngoài có người tiến vào hỏi có muốn dùng cơm không? Cha hồ phất tay đuổi đi. Hồ Diên vô hận khẽ thở dài. Hai, cha hồ lại gần hỏi, sao vậy? Hồ Diên vô hận chỉ bản đồ, vô cùng cảm khái nói. Một bên khai chiến, bộ đội gồm 60 vạn người ngựa vứt hết đồ quân nhu không chút giữ lại tiến lên. Sơ sẩy một chút là toàn quân sẽ bị diệt, mông sơn minh thật dám chơi. Một bộ tinh nhuệ theo dõi chặt chẽ chủ soái quân địch, điều động trạng thái nguyên quân địch, các bộ khác thì đánh đường vòng, từ toàn cục bám giữ đa số người của quân địch, phối hợp bộ kia đánh bất ngờ người ngựa tinh nhuệ, rát mũi 80 vạn quân địch, cứng rắn bẻ vụn. Mông Sơn Minh thật là cao thủ, lợi hại, nếu gặp trên chiến trường sẽ là kình địch của ta. Tiếc rằng người này không sống lâu, cha hổ kinh ngạc hỏi, sao tướng quân nói vậy? Dù Mông Sơn Minh bị thương bệnh chí mạng nhưng chỉ cần không đến bước đường hết thuốc chữa, có nhiều tu sĩ ở bên cạnh không đến mức không thể chữa lành đi. Hồ Diên vô hận nói, chiều sớm hôm nay nghị luận thế cục Nam Châu Yến Quốc, theo tình báo triều đình lấy được thì người ngựa của thương chiêu tông đã bị cắt nhỏ, điều động giải rác khó tụ tập. Xem trạng thái này là muốn cướp binh quyền của thương chiêu tông để nâng đỡ phượng lăng ba, rất có thể thương chiêu tông đã bị thiên ngọc môn khống chế. Mông Sơn Minh là thân tín hai đời của phụ tử thương gia. Cha hổ hỏi, ý tướng quân là thiên ngọc môn muốn giết thương chiêu tông và Mông Sơn Minh. Hồ Diên vô hận nói, nếu Mông Sơn Minh không chỉ huy trận chiến này thì còn đường sống, chết người ở chỗ hắn đánh trận này quá tốt, thiên ngọc môn không dung chứa hắn được. Cha hổ kinh ngạc hỏi, không lẽ đánh thắng là sai? Hồ Diên vô hận buồn phiền nói, lòng người xấu xa có thể nuốt mãnh hổ. Từ xưa đến nay bao nhiêu tráng sĩ đánh trận cả đời vì nước vì nhà, không chết ở xa trường nhưng ngã dưới tay lòng người ti tiệt, nhiều không đếm xuể. Những người trên triều đình phân tích đúng, thực lực của Thiên Ngọc Môn có hạn, tiếp theo bước vào thời kỳ thủ thành, thương chiêu tông không phù hợp ích lợi của họ nên mới xảy ra tình huống giải trừ binh quyền của y thử hỏi đã như vậy thì sao họ có thể bỏ qua không cắt đứt cánh chim đắc tội của Thương Chiêu Tông? Nếu Thương Chiêu Tông ngoan ngoán cúi đầu, dù gì là nữ tế của Phượng Lăng Ba, nữ tế ngoại tôn của Bành Lục Tại, họ suy xét ảnh hưởng còn giữ mạng lại cho y, nhưng Mông Sơn Minh chết chắc. Nếu giết Thương Chiêu Tông thì Mông Sơn Minh cũng phải chết, họ sẽ không cho Mông Sơn Minh có cơ hội đầu vào người khác trở về báo thù. Lần này Mông Sơn Minh chạy trời không khỏi nắng, cha hổ nghe hiểu, tặc lưỡi lắc đầu. Hồ Diên vô hận chắp tay sau lưng nói, người làm tướng phải biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái gì gọi là thiên thời? Hồ Diên vô hận giơ ngón tay chỉ lên trên, một tướng lĩnh chỉ biết đánh nhau mà không rõ thiên thời thì đánh trận giỏi đến đâu cũng vô ích. Có thể tạo thành đả kích chí mạng thường không phải đối diện quân địch mà là những người bên trên, bề trên không chứa người được thì người đánh giỏi đến đâu cũng thua. Tướng lĩnh có thể đứng trong triều đình không phải vũ phu đơn thuần. Mông Sơn Minh đi theo thương kiến bá liều mạng chiến đấu để rồi rơi vào kết cục tàn tật tối tăm thoái ẩn. Giờ đi theo nhi tử của thương kiến bá là thương chiêu tông càng hung hiểm hơn, đây không phải không nhìn rõ thiên thời thì là gì. Cha hổ nghe vậy nhìn hô Diên vô hận chầm chầm, phát hiện từ mặt nào đó thì câu này cũng đang nói vị này không đơn giản thuần túy này. Chẳng phải hô Diên vô hận cũng là tướng lĩnh đứng vững trong triều đình sao. Hô Diên vô hận đi tới đi lui hai bước, ngoái đầu nhìn bản đồ, lại lắc đầu cảm khái tiếc quá là tiếc. Trong một phủ anh thành quách mới chiếm, Phượng Lăng Ba làm xong công vụ đi vào hậu viện bành ngọc lan đang cười nói với mấy quý phụ nhân ở cửa hậu viên xoay người nghinh hướng phượng lăng ba hỏi hết bận rồi phượng lăng ba khẽ ừ hỏi phụ thân đâu bành ngọc lan trả lời phụ thân đang chờ chàng bành ngọc lan nhỏ giọng nhắc nhở việc lớn đã định ngày mai phụ thân sẽ mang theo mọi người về trước đi phủ thành nam châu nghiêu hiếu đạo chạy mất ít lợi rượu của thiên ngọc môn gặp mất mát lớn không thể thiếu cung phụng cho ba đại phái nên cần vắt chút ít từ những phú hộ phủ thành nam châu để thỏa mãn cống lên trong năm nay phượng lăng ba nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó bước nhanh vào sâu trong trạch bành hữu tại đang bàn việc dưới gốc cây to thấy phượng lăng ba đi tới thì phất tay ra hiệu nhóm người lùi ra phượng lăng ba lại gần hành lễ bành hữu tại hỏi những việc về sau không có vấn đề gì đi phượng lăng ba cười nói phụ thân yên tâm tất cả đều thuận lợi bành hữu tại gật đầu bình tĩnh hỏi bên mông sơn minh thì sao phượng lăng ba nhỏ giọng nói mới rồi đã phái người đi chỗ mông sơn minh truyền lời lây cớ là hắn thiện chiến có một số việc kết thúc cần hắn phối hợp nên ở lại lâu chút nhóm thương chiêu tông thì ngày mai theo phụ thân trở về tách họ ra bành hữu tại lạnh lùng liếc qua đừng trách ta không nhắc nhở ngươi không được để lộ điểm yếu gì nếu không thì ngươi biết hậu quả đương nhiên phượng lăng ba biết hậu quả bị thương chiêu tông biết chuyện gây lớn ra thì sẽ phải khử luôn y khó mà ăn nói cho nữ nhi hơn nữa có một số việc xấu xa thiên ngọc môn tuyệt đối không muốn bị bên ngoài biết mình qua sông đoạn cầu giết công thần đặc biệt là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong quân đội Yến quốc như Mông Sơn Minh, đồn ra ngoài để lại tiếng xấu, ảnh hưởng rất lớn, dễ làm tướng sĩ trên dưới Nam Châu lạnh lòng. Họ sẽ nhìn Thiên Ngọc Môn thế nào? Không có lợi cho lòng người. chương 618, thắng thua chưa định một. Phượng Lăng Ba khẽ nói, sẽ không để lại điểm yếu, còn chưa thanh tiếu hết dư nghiệt Chu Thủ Hiền, không ai biết lúc này chúng tốn ở đâu, giữa đường nhảy ra đánh lén là bình thường. Trong một trạch viện cách phủ anh không xa, viện nhỏ yên tĩnh, trên cây ngẫu nhiên có mấy tiếng chim hót. Trong sân, Mông Sơn Minh ngồi yên trên xe lăn. Phượng Lăng ba phái một tướng lĩnh đến cung kính chào, hai tay dâng lên một văn thư có in dấu ấn sau đó từ biệt. Mông Sơn Minh mở văn thư ra xem, La ăn đứng đằng sau đẩy xe lăn lẩm bẩm. Phượng Lăng ba còn biết tự hiểu lấy, biết cần Mông Soái hỗ trợ chỉ điểm. Tướng lĩnh mới ra khỏi cửa viện gặp Thương Thục Thanh đi vào, khách khí chắp tay quận chúa. Mông Sơn Minh âm thầm nhét văn thư vào ống tay áo thương thục thanh đến gần chào lấy làm lạ hỏi mông bá bá người của phượng lăng ba đến đây làm chi la an há mồm nhưng bị mông sơn minh chặn hỏng trước không có gì đến hỏi thăm thôi làm bộ dáng cho người xem la an không nói nên lời không hiểu vì sao mông sơn minh không nói thật mông sơn minh đã nói như thế thì la an không tiện nói gì khác thương thục thanh thay la an đẩy xe lăn vòng quanh sân trời cao mây trắng mông sơn minh ngắm trời một lúc rồi hỏi bên đạo gia vẫn không có tin tức sao Thương Thục Thanh lắc đầu nói, chưa có. Mông Sơn Minh im lặng một lúc, buồn bã cảm thán, quận chúa, ta già rồi, thật sự rất muốn nhìn thấy ngày quận chúa gả cho người. Tình huống của Thương Thục Thanh mỗi khi bị người nhắc đến gả cho người là lại thấy lúng túng, nhưng Mông Sơn Minh thì khác, nàng biết ông thật sự quan tâm mình chứ không như người khác chuyện chẳng liên quan bản thân lại cứ thích hỏi han ra vẻ lo lắng. Ở trong mắt Thương Thục Thanh thì Mông Sơn Minh là trưởng bối hay dục thành hôn, nhưng gần đây ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần làm nàng phải nghiêm túc trả lời nữ nhi trên thế gian này có mấy người tự quyết định hôn sự của mình mông bá bá hãy để ta làm người tự quyết định cuộc đời mình đi mông sơn minh thở dài không nói gì thêm nha đầu bắc châu phủ thứ sử giữa đình đài lầu các một đám quan viên địa phương và đám học tử trẻ tuổi phân biệt rõ ràng bọn họ vây quanh thiệu bình ba giao lưu đám quan viên địa phương đều là người có chiến tích kinh doanh địa phương trong một năm qua mỗi năm thiệu bình ba sẽ bỏ thời gian ra tự mình tiếp kiến những quan viên này, không phải tiếp kiến bình thường mà y tự mình phát thiệp mời đến. Giai đoạn ca ngợi thì miễn nói nhiều, với những người này dù thiệu bình ba có thiếu tiền đến đâu cũng không tiếc thưởng mạnh, tốn nhiều công sứ giải quyết khó khăn cuộc sống cho các quan viên. Còn đám học trẻ trẻ đến từ học phủ lăng ba, là thiệu bình ba tự tay xây dựng học phủ, hàng năm tốn công sức chọn lựa một số thiếu niên thích hợp nhập học. Lão sư trong phủ cũng được thiệu bình ba đặc biệt chọn lựa mời từ bốn phương về. Năm xưa Đại Thiền Sơn cảm thấy Thiệu Bình ba tiêu tiền phung phí, Thiệu Đăng Vân cũng không hiểu y. Thế cục thay đổi nhiều còn rảnh làm chuyện này. Hơn nữa việc học của học tử đã có quan viên lo, người tự xây học phủ tách riêng ra coi sao được. Còn lấy đi một số tướng lĩnh của lão làm lão sư. Thiệu Bình ba nói với phụ thân chúng sinh khốn khổ trong loạn thế đã lâu, chết lạc, loạn thế cần nhóm người mới, một nhóm người có suy nghĩ mới và có năng lực. Tương lai của Bắc Châu, của Thiệu Gia, thậm chí là toàn thiên hạ, tất cả hy vọng nằm trên những người này, mà họ là học sinh của Y. Mới qua 7, 8 năm, sau vài năm bồi dưỡng nhóm học tử đầu tiên vào học đã đi ra. Một số người giỏi quân sự được Thiệu Bình Ba đề cử vào quân đội, còn lại nhóm thanh niên tinh thần phấn chấn trước mắt đây. Thiệu Bình Ba trò chuyện vui vẻ với đám quan viên một lúc rồi chỉ vào họ, trịnh trọng khuyên đám học sinh bên cạnh mình, không như các ngươi học trong sách, cũng không như lão sư học phủ đã dạy các ngươi, những người này mới thật sự là thực hành thực tế, cũng là lão sư tốt nhất cho các ngươi. Sau khi các ngươi đến địa phương sẽ phát hiện thao tác thực tế có nhiều vấn đề khác với trong tưởng tượng của các ngươi, tưởng tượng và tự đối mặt rồi giải quyết vấn đề có khác biệt rất lớn. Trong quá trình sẽ gặp nhiều khó khăn, khó khăn đến mức các ngươi chưa từng tưởng tượng, chưa bao giờ gặp trong học phủ, nhưng ta hy vọng các ngươi sẽ vượt qua được. Học cách quan sát ngọn nguồn khó khăn, học cách giải quyết và vượt qua nó, khi đối diện khó khăn và vấn đề thì mãi mãi giữ lòng tin can đảm gỡ bỏ rắc rối. Phải vượt trông gai mới không phụ hai chữ lăng ba, một đám người trẻ tuổi tin tưởng tràn trề lớn tiếng nói, rõ. Thiệu Bình Ba vừa cười vừa thận trọng nhắc nhở, nói rõ ngoài miệng là vô dụng, ta muốn xem có bao nhiêu người có thể lấy ra thành tích đến gặp ta. Thiệu Bình Ba quay sang vươn tay với đám quan viên, mời các vị cùng ta đi dùng cơm. Đám quan viên khách sáo đi theo, mỗi năm đến lúc này Thiệu Bình Ba sẽ tự mình mở tiệc mời đám người đó, cho họ trao đổi ý kiến, y muốn thừa dịp này hiểu biết các mặt Bắc Châu. Lần này còn cần đưa đám học sinh đi theo những quan viên xuất sắc để tôi luyện mình. Đám người trẻ tuổi chắp tay tiến, đi ra đình đài lầu các ngang qua cửa viện, thiệu bình ba bỗng dừng bước, quan viên cũng đứng lại. Có hai người hầu cầm hộp cơm đi ra cửa viện, giờ này đã ăn cơm, thiệu bình ba ngớ nhìn sắc trời, lại gần cản hai người hầu lại, hỏi đại nhân đã dùng cơm chưa? Một người hầu nói, đại nhân say mê bản đồ quên cả bữa sớm, mới đưa thức ăn vào nhưng đại nhân kêu lấy ra. Bản đồ, thiệu bình ba cao mày, y biết gần đây thiệu đăng vân thu thập tin tức tình hình chiến đấu của Nam Châu. Thiệu bình ba rất hiểu phụ thân chú ý trận chiến này, nhưng bỏ không ăn cơm thì hơi y quá mức. Thiệu bình ba quay đầu phất tay với thiệu tam tỉnh, thiệu tam tỉnh giơ tay mời đám quan viên đi chỗ bầy tiệc trước, mời các vị đại nhân đi theo ta. Thiệu bình ba thì mang theo hai người hầu cầm cơm hộp đi nội viện, các ngươi đi theo ta. Đến cửa phòng chính, thiệu bình ba thấy thiệu đăng vân quả nhiên đứng trước bản đồ suy tư thỉnh thoảng cắm cờ như đang thôi diễn giao chiến thiệu bình ba lấy cơm hộp từ tay người hầu bảo họ lui xuống một mình y bước vào thiệu bình ba đặt hộp cơm lên bàn mở nắp ra bương rượu cơm canh bầy gọn gàng thấy ánh mắt thiệu đăng vân đã rời khỏi bản đồ nhìn về phía mình thiệu bình ba lại gần nói phụ thân không cần gấp trong một chốc lấp đầy bụng trước có rảnh từ từ tham tường sau thiệu bình ba rất hiểu tâm tình của tướng lĩnh thống quân 80 vạn người ngựa bị giải quyết trong vòng mấy ngày, khi ấy Thiệu Bình Ba cũng hết hồn chứ nói gì tướng lĩnh như phụ thân, chắc chắn sẽ vùi đầu vào tìm hiểu trận này. Hơn nữa đây là trận chiến đầu tiên sau khi Mông Sơn Minh xuống núi, Thiệu Đăng Vân làm bộ hạ cũ của Mông Sơn Minh nên khó tránh khỏi chú ý càng nhiều.